Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 113. Cô bé vội vàng gật đầu, đúng thế, vị trí đứng đầu âm phủ rất vui. Diệp Huyên chợt khẽ thở dài, ta cũng muốn đi tấn công âm phủ, nhưng bây giờ không được. Cô bé nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, vì bây giờ ta có rất nhiều kẻ thù, bọn họ đều muốn đến cướp thư phòng của ta. Cô bé chớp mắt, cướp đồ của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Những người đó rất xấu xa, bọn họ muốn tới cướp đồ của ta. Cô bé nổi giận, đám người xấu đó lại dám ngăn cản chúng ta tấn công âm phủ, đúng là đáng chết. Diệp Huyên vội nói, đúng vậy, ngươi xem nếu bây giờ chúng ta đi tấn công âm phủ, thì có phải hai bên đều là kẻ thù không? Cô bé cau mày, hai bên đều là kẻ thù, đây là điều đại kỵ của nhà binh đấy. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, lợi hại. Không ngờ cô nương có thể lập tức nhìn ra vấn đề, tại hạ khâm phục. Cô bé vung tay phải, một đống cổ tịch xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, đều là những cổ tịch về binh pháp gì đó. Cô bé chỉ vào mình, ta, đọc thuộc binh thư. Diệp Huyên. Cô bé kiêu ngạo nói, không giấu gì ngươi, ta có 10.000 kế sách có thể tiêu diệt âm phủ, nhưng ta lại thiếu người. Đặc biệt là mấy người mạnh. Nói xong, cô bé quan sát Diệp Huyên, có phải ngươi có rất nhiều người không? Cuối cùng Diệp Huyên đã hiểu rồi. Người này nhìn chúng việc mình có nhiều người. Cô bé lại nói, binh pháp hữu vân, muốn trị bên ngoài thì phải ổn thỏa bên trong, ta cảm thấy chúng ta cũng nên ổn thỏa nội bộ trước. Diệp Huyên vội nói, đúng thế, ổn thỏa nội bộ. Ngươi có kế hoạch gì hay không? Cô bé ngẫm nghĩ một lát, sau đó lật những kế sách kia, một lát sau, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, có nhiều kẻ thù không? Diệp Huyên đáp, có mấy phe thế lực. Cô bé vội nói, kế ly gián. Chúng ta sử dụng kế này ly gián bọn họ, để bọn họ giết chết lẫn nhau, sau đó chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên lại giơ ngón tay cái, cao siêu, đúng là cao siêu. Dứt lời, hắn tỏ vẻ do dự rồi lại nói tiếp. Ta có một yêu cầu quá đáng, xin cô nương nhất định phải đồng ý. Cô bé chớp mắt, yêu cầu gì quá đáng? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm, ta có thành lập một thế lực gọi là Liên minh Ngũ Duy, bây giờ dưới trướng của ta có hàng triệu binh lính, nhưng ta thiếu một quân sư. Quân sư? Cô bé chớp chớp mắt. Diệp Huyên cúi chào cô bé, ta muốn mời cô nương làm quân sư, lên kế hoạch vì vũ trụ Ngũ Duy của ta. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô bé lập tức tỏ vẻ hưng phấn, vừa định gật đầu thì chợt nhớ đến điều gì, cô bé vội vàng lắc đầu, không được, không được. Ta không thể tùy tiện ra mặt. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Cô bé cười im lặng. Sao Diệp Huyên có thể không hiểu được, hắn lập tức cúi người một lần nữa, cô nương thông minh sáng suốt, nếu vũ trụ Ngũ Duy ta có cô nương giúp đỡ thì rất có thể sẽ càng phát triển hơn, giành lấy hòa bình cho vũ trụ. Xưng bá chư thiên vạn giới. Cô bé chắp tay sau lưng đi tới đi lui, tỏ vẻ hơi do dự. Diệp Huyên lại nói, nếu cô nương không đồng ý thì ta không đi nữa. Cô bé im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài, cũng được, hiếm thấy người có lòng như ngươi, ta sẽ đồng ý. Diệp Huyên lập tức vô cùng mừng rỡ, có cô nương giúp đỡ là niềm vinh hạnh của Diệp Huyên ta và vũ trụ Ngũ Duy. Đúng rồi. Cô nương xưng hô thế nào? Cô bé đáp, ta tên Đạo Tam Sinh, người gọi ta là Tam Sinh là được. Diệp Huyên gật đầu, Tam Sinh quân sư. Tam Sinh quân sư. Cô bé rất hài lòng với cách gọi này, còn liên tục gật đầu. Như nhớ ra điều gì, Đạo Tam Sinh lại hỏi, chúng ta có bao nhiêu người? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó kể hết tất cả thế lực của vũ trụ Ngũ Duy cho Đạo Tam Sinh. Đạo Tam Sinh im lặng một lúc lâu, nét mặt hơi nặng nề, xem ra bây giờ chúng ta vẫn đang trong hoàn cảnh xấu. Diệp Huyên vội nói, đúng thế. Đạo Tam Sinh nghiêm mặt nói, bây giờ chúng ta không nên có thêm kẻ thù, chuyện tấn công âm phủ chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người này cũng tạm thời bỏ qua chuyện tấn công âm phủ rồi. Lúc này... Đạo Tam Sinh lại nói, ta cảm thấy chúng ta nên tới Tu Di Thần Quốc một chuyến.
Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Đạo Tam Sinh đáp, bảo chúng đầu hàng. Diệp Huyên. Đạo Tam Sinh nghiêm túc nói, ta có một kế hoạch, bước đầu tiên là bảo Tu Di Thần Quốc đầu hàng, sau đó là thu phục vùng Cực Lạc, thứ ba là tấn công âm phủ, thu phục âm phủ, cuối cùng là xưng bá chư thiên vạn giới. Diệp Huyên trợn mắt há mồm, thế cũng được à? Đạo Tam Sinh gật đầu, đi, chúng ta đến Tu Di Thần Quốc thôi. Nói xong, cô bé kéo Diệp Huyên muốn đi ngay. Diệp Huyên vội nói, à này, chỉ có hai người chúng ta đi thôi sao? Đạo Tam Sinh chớp mắt, có vấn đề gì à? Diệp Huyên chần chừ một lát rồi nói, lỡ bọn họ đánh chúng ta thì làm sao? Đạo Tam Sinh cười nhạt, quân tử động khẩu không động thủ, nếu bọn họ dám ra tay, không làm theo kế hoạch của ta thì ta sẽ đánh chết bọn họ. Đi! Dứt lời, cô bé kéo Diệp Huyên đi ngay, chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất ở cuối chân trời. Diệp Chi Mệnh đứng tại chỗ lắc đầu, trời ạ, đúng là hai kẻ cực phẩm. Đạo Tam Sinh không đùa, nàng ta thật sự dẫn Diệp Huyên đến Tu Di Quốc. Diệp Huyên thấy hơi sợ. Hắn rất sợ sẽ bị đánh hội đồng. Khi đến trước vách ngăn vũ trụ đạo giới, Diệp Huyên chỉ vào nó rồi nói cái này kiên cố lắm. Đạo Tam Sinh quan sát vách ngăn này một lượt, một khắc sau, nàng ta tung một quyền ra. Trong cái nhìn đầy kinh ngạc của Diệp Huyên, vách ngăn vũ trụ lập tức bị nàng ta đấm thành một lỗ thủng. Đạo Tam Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, cũng không kiên cố lắm đâu. Diệp Huyên. Đạo Tam Sinh lập tức dẫn Diệp Huyên vào trong đường hầm không gian. Diệp Huyên liếc nhìn Đạo Tam Sinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vách ngăn vũ trụ này hắn hiện tại cũng có thể mở ra, nhưng chắc chắn sẽ không được nhẹ nhàng như thế, vậy mà cái cô này chỉ đấm một cú là xong. Người này rất có thể đã là chứng đạo cảnh. Lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, chúng ta thật sự có hơn 1 triệu người à? Diệp Huyên thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn gật đầu, đúng vậy. Tất cả cường giả của vũ trụ ngũ duy đều dưới trướng ta hết. Nói xong, hắn nhìn Đạo Tam Sinh cô nương, âm phủ thật sự rất yếu sao? Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn hắn, chắc là vậy đó. Diệp Huyên cười khổ, Tam Sinh, ngươi phải biết, nếu chúng ta đánh giá sai thực lực của kẻ địch thì sẽ dẫn đến tai ương bị tiêu diệt đấy. Đạo Tam Sinh trầm mặc. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho dù âm phủ rất yếu đi nữa, nhưng chúng ta vẫn phải coi trọng đối thủ, ngươi thấy sao? Thấy Diệp Huyên nhường một bậc thang, Đạo Tam Sinh vội vã nương xuống theo, nàng ta gật đầu, đúng, phải coi trọng đối thủ, chúng ta phải coi trọng đối thủ. Âm phủ không quá yếu đâu. Diệp Huyên đột nhiên tùy tiện bảo, Tam Sinh cô nương, Tam Sinh quyết kia mạnh lắm đúng không? Rất. Đạo Tam Sinh theo bản năng đáp lời, nhưng nàng ta nhanh chóng dừng lại, nàng quay sang Diệp Huyên, đừng nói ngươi muốn tu luyện Tam Sinh quyết chứ. Diệp Huyên cười bảo, ta chỉ hỏi một chút thôi mà. Đạo Tam Sinh không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta có thể tu luyện không? Đạo Tam Sinh lắc đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Đạo Tam Sinh nói, ít nhất phải chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện được. Tại sao phải thế? Bởi vì liên quan đến chuyện kiếp trước kiếp này kiếp sau, rất phức tạp, người chưa chứng đạo, học không được. Diệp Huyên còn muốn hỏi tiếp thì lúc này cả hai đã rời khỏi đường hầm không gian. Hai người vừa ra khỏi thì có một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt bọn họ, thấy Diệp Huyên, người đàn ông nọ hoàn toàn biến sắc, Diệp Huyên, ngươi. Bây giờ Tu Di Thần Quốc vẫn rất kiêng kỵ với Diệp Huyên, không đúng, phải nói là kiêng kỵ Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên không nói gì, lúc này, Đạo Tam Sinh bỗng lên tiếng, bảo thần chủ của Tu Di Thần Quốc đến gặp ta. Mau mau lên, ta bận lắm. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên liếc mắt sang Đạo Tam Sinh, ngươi là ai? Đạo Tam Sinh đang định đáp lời thì Diệp Huyên bỗng xen vào, nàng là quân sư của vũ trụ ngũ duy, đại diện cho vũ trụ ngũ duy. Mau bảo thần chủ các người đến gặp đạo quân sư đi. Đạo Tam Sinh cũng gật đầu, ta chính là quân sư ngũ duy. Quân sư của vũ trụ ngũ duy. Người đàn ông trung niên cau mày lại, ông ta nhìn Đạo Tam Sinh một cái,
sau đó xoay người rời đi. Đạo Tam Sinh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, linh khí nơi này rất tinh khiết. Diệp Huyên gật đầu. Linh khí nơi này đúng là tinh khiết hơn vũ trụ ngũ duy rất nhiều. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta có thể xây dựng căn cứ ở đây. Diệp Huyên nhìn Đạo Tam Sinh, e là người ta không đồng ý đâu. Đạo Tam Sinh vỗ ngực mình, để ta. Diệp Huyên. Đúng lúc này, không gian xung quanh hai người bỗng rung lên, chẳng mấy chốc, rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đã xuất hiện bốn phía chung quanh. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, nơi đó có một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện. Người đó chính là thần chủ của Tu Di Thần Quốc. Thần chủ của Tu Di Thần Quốc nhìn Diệp Huyên, vị mộ cô nương kia đâu? Diệp Huyên cười nói, nàng không đến. Thần chủ híp hai mắt lại, vậy là ngươi đến một mình. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ngươi đang làm lơ ta đấy à? Thần chủ nhìn về phía Đạo Tam Sinh, ngươi là ai? Diệp Huyên liền vội vàng giới thiệu, nàng là quân sư của vũ trụ ngũ duy ta. Quân sư? Thần chủ khẽ nhíu mày, thứ gì nữa đây? Diệp Huyên. Đạo Tam Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bỗng bao trùm xuống, gần như là trong nháy mắt, đất trời trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức bị nổ tung hóa thành hư vô. Còn thần chủ kia thì bị đẩy lùi hơn mấy vạn trượng ra sau, ông ta vừa dừng lại thì thân thể vừa tu luyện thành lại vỡ nát lần nữa, chỉ còn sót lại linh hồn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng không bất ngờ lắm, bởi vì hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Phía xa xa, thần chủ kia nhìn Đạo Tam Sinh với ánh mắt dại ra, ngươi. Lúc này đây, ông ta có hơi mờ mịt. Cô gái trước mắt này chỉ tung một đòn đã đánh nát thân thể của mình. Lại là nhân vật kinh khủng mọc từ đâu ra nữa thế này. Đạo Tam Sinh liếc nhìn thần chủ, ta cho phép ông đầu hàng. Đầu hàng. Thần chủ ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Đạo Tam Sinh lạnh lùng đáp, không phải hắn nói rồi à? Ta chính là quân sư của vũ trụ ngũ duy, phía sau ta có hơn triệu đại quân, ông biết chưa? Diệp Huyên. Thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào Đạo Tam Sinh, ngươi là cường giả chứng đạo cảnh. Đạo Tam Sinh vô cảm đáp, hỏi ông một câu cuối cùng, thần quốc có đầu hàng không? Vẻ mặt thần chủ trở nên dữ tợn, chỉ dựa vào mỗi ngươi. Đạo Tam Sinh chậm rãi siết chặt tay phải lại, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cột sáng cao đến mấy nghìn trượng. Trong cột sáng, một thanh đao khổng lồ đang dần ngưng thành, thanh đao này lập tức xé không lao đi, chém thẳng vào Đạo Tam Sinh. Đạo Tam Sinh không hề né tránh, cũng không ra tay, mặc kệ thanh đao ấy chém lên người nàng ta. Thanh đao lập tức vỡ vụn, nhưng Đạo Tam Sinh lại không bị xây xước chút nào cả. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám cường giả Tu Di Thần Quốc bỗng chốc thay đổi. Đạo Tam Sinh đột nhiên biến mất tại chỗ, thần chủ Tu Di Thần Quốc kia lập tức biến sắc, ông ta định lùi lại nhưng đã không còn kịp, một bàn tay đã bóp lấy cuống họng của ông ta. Chính là tay của Đạo Tam Sinh. Đạo Tam Sinh nhìn thần chủ Tu Di Thần Quốc, cho ông một cơ hội cuối cùng. Đầu hàng hay không? Diệp Huyên. Thần chủ nhìn chằm chằm vào Đạo Tam Sinh, Tu Di Thần Quốc ta, vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng. Vừa dứ lời, linh hồn ông ta bỗng bùng phát lên một khí thức vô cùng hùng mạnh, chẳng mấy chốc, toàn bộ linh hồn ông ta đã hóa thành màu đỏ như máu. Tổ huyết. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên tia kinh ngạc, huyết mạch và linh hồn của người này đã hòa cùng một thể. Đạo Tam Sinh khẽ nhíu mày, nàng ta đột nhiên nắm chặt tay phải lại. Linh hồn của thần chủ kia lập tức nổ tung, thế nhưng huyết dịch của ông ta lại bỏ chạy. Đạo Tam Sinh cách không vươn tay bắt lấy, lập tức tóm gọn huyết dịch kia vào tay, huyết dịch kia đang tự thiêu đốt bản thân, nhưng Đạo Tam Sinh lại chẳng bị hề hấn gì. Như nghĩ đến điều gì đó, Đạo Tam Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người có muốn hấp thụ nó không? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ta có thể không? Đạo Tam Sinh gật đầu, huyết mạch chi lực của ngươi rất đặc biệt, có thể hấp thu được. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói,
huyết mạch chi lực của ta mạnh hơn hay của ông ấy mạnh hơn? Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, thứ huyết mạch vứt đi này sao so được với huyết mạch của ngươi? Diệp Huyên. Đạo Tam Sinh đánh giá Diệp Huyên một chút, huyết mạch của ngươi là huyết mạch mạnh nhất ta từng thấy, hơn nữa nó còn đang mạnh lên theo từng giờ từng phút. À đúng rồi, tổ tiên của ngươi còn sống không? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Đạo Tam Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể đi tìm họ thử, sau đó bảo họ theo chúng ta tấn công vào âm phủ, ta cảm thấy tổ tiên của ngươi có khi còn mạnh hơn cả cô gái ăn cá kia nữa đấy. Diệp Huyên trợn tròn mắt, cô gái ăn cá kia mạnh đến mức nào? Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao cũng rất mạnh, ta không đánh lại nàng. Nhớ cho kỹ, lúc tấn công âm phủ thì phải dẫn nàng tới, nàng có thể đánh lại âm phủ chi chủ đó. Diệp Huyên nhìn Đạo Tam Sinh, ngươi thì không thể à? Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn hắn, sau đó vung tay nhỏ lên, cái thứ vứt đi ấy không xứng để ta ra tay. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một ông lão tóc trắng bỗng xuất hiện cách Đạo Tam Sinh không xa, ông lão tóc trắng nhìn nàng ta, không biết cô nương xưng hô thế nào. Đạo Tam Sinh nhìn về phía ông lão tóc trắng, Tu Di Thần Quốc, còn chưa chịu đầu hàng. Ông lão tóc trắng nhìn Đạo Tam Sinh rồi lắc đầu, Tu Di Thần Quốc ta chưa bao giờ đầu hàng. Nói xong, ông lão quay đầu lại khẽ nói, xuất trận. Vừa dứt lời, trong chủ thần xa xôi của Tu Di Thần Quốc, bốn cột sáng màu máu bỗng phóng lên trời cao, trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phía chân trời lập tức biến thành một màu đỏ ngầu, bên trong bốn cột sáng đỏ máu kia dần dần ngưng hiện thành một thành trường kiếm đỏ lòm. Lúc này đây, vẻ mặt của Diệp Huyên dần nghiêm trọng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đây là đại trận gì? Ông lão tóc trắng nhìn Đạo Tam Sinh, cô nương, đây là đại trận chư thần, nếu bây giờ cô nương rút lui thì vẫn còn kịp đấy. Lão ta cũng không muốn cứng đối cứng với cô gái trước mặt này. Đạo Tam Sinh liếc nhìn thanh trường kiếm đỏ lòm kia, nàng ta bỗng tung một quyền ra. Dưới sự chứng kiến của mọi người, chỉ trong tích tắc, thanh huyết kiếm kia lập tức nát vụ, hóa thành hư vô. Diệp Huyên. Mấy người cũng ông lão tóc trắng kia cũng sửng sốt. Vậy là xong. Đạo Tam Sinh nhìn ông lão tóc trắng ở xa xa, thứ đồ chơi này của ông chẳng ra làm sao cả. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm vào Đạo Tam Sinh, sau đó nói, gọi tổ tiên. Dứt lời. Trong tinh không xa xăm, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nương theo sự xuất hiện ấy, đất trời xung quanh cũng bỗng hư huyễn theo. Không chỉ thế, lúc này đây, huyết dịch của rất nhiều cường giả Tu Di Thần Quốc bỗng sôi sục lên, đó là sự sợ hãi. Tổ huyết giáng lâm. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ này, Đạo Tam Sinh khẽ nhíu mày lại. Diệp Huyên ở bên cũng nhíu mày theo, sao mấy thế lực này đều gọi tổ tiên được hết vậy? Có khi nào mình cũng gọi tổ tiên được không? Hay là thử xem? Gọi tổ tiên. Hắn đã có ý nghĩ này từ lâu rồi. Nhưng hắn cũng biết mình không gọi được. Bởi vì hắn còn không biết tổ tiên của mình là ai, thật ra hắn cũng rất tò mò, tổ tiên của bản thân là ai. Theo lý mà nói, huyết mạch của hắn đỉnh như vậy thì hẳn là tổ tiên cũng phải mạnh lắm. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, thôi không nghĩ vấn đề này nữa, hắn nhìn về phía chân trời ở xa xa, lúc này đây, huyết mạch của hắn đang dần dao động. Nhưng cũng chỉ lăn tăn từng đợt chứ không bị tổ huyết kia áp chế. Uy thế của huyết mạch này không hề có chút ảnh hưởng với hắn, nhưng cũng không thể khinh thường được. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Tam Sinh, Đạo Tam Sinh nhìn phía về phía chân trời rồi nhẹ giọng nói, trông có vẻ lợi hại lắm. Diệp Huyên. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên bay đến tự chân trời, người đàn ông đó mặc một bộ màu trường bào đen. Trên áo có một họa tiết hình rồng bay màu vàng óng, khí thế phi phàm. Thần chủ đầu tiên của Tu Di Thần Quốc. Thấy người này, tất cả cường giả Tu Di Thần Quốc đều dồn dập quỳ xuống, trong đó có một vài thành viên hoàng thất còn quỳ sụp ở trên đất. Áp chế huyết mạch. Đối mặt với tổ huyết, hơn nữa còn là tổ huyết của bản thân, bọn họ không còn cách nào khác. Có thể nói bọn họ thành nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch. Bởi vì tổ tiên quá mạnh,
người sau cơ bản gần như không có cơ hội nào vượt qua huyết mạch này, ở một phương diện nào đó, huyết mạch cũng là một sự ràng buộc với bọn họ. Trên không, người đàn ông trung niên nhẹ phẩy tay phải lên, uy thế từ huyết mạch của ông ta bỗng chốc biến mất không nhìn thấy đâu. Những cường giả tu di thần quốc lập tức thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Người đàn ông trung niên nhìn đạo tam sinh, híp hai mắt lại, đạo thạch. Đạo thạch. Diệp Huyên sầm mặt lại, tên trước mặt này nhận được lai lịch của đạo tam sinh. Đạo tam sinh nhìn người đàn ông trung niên kia, hơi ngạc nhiên, người nhận ra ta. Người đàn ông trung niên nói, đã từng đến âm phủ, theo ta được biết, các hạ là trốn ra từ âm phủ. Đạo tam sinh híp mắt lại, người mới trốn ra được ấy. Bà đây là đánh ra được, đánh ra được. Nói xong, nàng ta đấm một quyền ra. Ầm. Một cỗ sức mạnh cường đại lập tức bạo phát ra khắp xung quanh. Cách đó không xa, người đàn ông trung niên kia cũng tung một quyền, một luồng quyền ấn màu máu thấp thoáng ánh lên trên nắm đấm của ông ta. Ầm. Không gian trước mặt người đàn ông trung niên và đạo tam sinh lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, nhưng chẳng mấy chốc, không gian lại khôi phục bình thường lại. Mà người đàn ông trung niên kia vẫn còn đó, ông ta chỉ lùi lại vài chục trượng, nhưng ông ta đã đỡ được cú đấm của đạo tam sinh. Chứng đạo cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông, người trước mắt này chắc chắn là chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là hàng thật giá thật. Nếu không đối phương đã không thể chỉ dùng một tia phân hồn đã đỡ được một cú đấm của đạo tam sinh. Xem ra hắn không thể coi thường những thế lực cổ xưa này được. Đạo tam sinh đang định ra tay tiếp thì người đàn ông trung niên trước mắt đột nhiên cười nói, nếu ngươi còn ra tay nữa, ta sẽ báo cho âm phủ ngươi đang ở đây. Nghe thế, đạo tam sinh cau mày lại, ngươi uy hiếp ta. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, không, là ta sợ ngươi. Sợi phân hồn hiện tại của ta không đánh lại ngươi, thế nhưng nếu ngươi tiếp tục ra tay, ngươi không sợ sẽ thu hút cường giả âm phủ đến đây sao? Đạo tam sinh trầm mặc. Âm phủ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đạo tam sinh, hắn có thể nhận ra, cô bé này rất kiêng kỵ âm phủ. Thực lực của cô bé này kinh khủng đến thế mà còn kiêng kỵ âm phủ, có thể tưởng tượng được âm phủ này khủng bố đến mức nào rồi. Bây giờ... Người đàn ông trung niên kia lại nói, các hạ, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, cũng không muốn dây vào âm phủ. Đạo tam sinh lạnh nhạt nói, ta muốn tấn công âm phủ. Người đàn ông trung niên giật giật mí mắt, ông ta do dự một chốc rồi hỏi lại, ngươi muốn tấn công âm phủ. Đạo tam sinh lạnh lùng hỏi ngược lại, không được à? Một mình ngươi. Đạo tam sinh chỉ vào Diệp Huyên ở bên, hắn nữa. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên quay sang nhìn Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, trong mắt ông ta ánh lên một tia ngạc nhiên, nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên chỉ nhìn lại ông ta mà không nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người thật không đơn giản. Diệp Huyên cười nói, ý các hạ là tại sao ta còn sống đến giờ chứ gì? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Sau đó quay sang nhìn ông lão tóc trắng kia, tu di thần quốc có ân oán gì với hai người bọn họ. Ông lão tóc trắng do dự một chốc, sau đó kể lại chuyện tình về Diệp Huyên ra. Một lát sau, người đàn ông trung niên lại quay sang nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta có vẻ kỳ lạ, người có đạo kinh. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, lúc trước có, nhưng bây giờ thì hết rồi. Đã bị vùng cực lạc cướp đi. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử, người ở đây không ai ngốc cả, cần gì phải chơi những kế đó. Diệp Huyên lạnh nhạt, các ngươi thích tin thì tin. Dù sao có đánh chết hắn cũng không nhận chuyện này. Một khi thừa nhận, đạo giới sẽ lập tức ngả về phía tu di thần quốc và vùng cực lạc. Lúc này, đạo tam sinh đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, khẽ hỏi, làm sao bây giờ? Diệp Huyên trầm giọng nói, người đánh thắng được ông ta không? Được, nhưng mà... Ngươi sợ ông ta gọi cường giả âm phủ tới. Đạo tam sinh gật đầu, bây giờ chúng ta đang ở trong bóng tối, âm phủ ở ngoài sáng, nếu để âm phủ biết ta đang ở đây. Tất nhiên ta không hề sợ bọn họ, chỉ là ta cảm thấy bây giờ mà chúng ta đánh nhau với âm phủ thì sẽ vào thế hai bề đều là địch. Diệp Huyên lập tức gật đầu, đúng thế.
Vì vậy ta nghĩ chúng ta nên chọn chiến lược rút lui, người thấy sao? Chiến lược rút lui. Đạo Tam Sinh mở tròn mắt nói, ta thấy được đó. Đi thôi. Nói xong, nàng ta liền kéo Diệp Huyên định đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, cứ từ từ đã. Đạo Tam Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, chúng ta đâu thể về tay không được. Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, ý của ngươi là chúng ta phải đem một ít đồ về. Diệp Huyên cúi người sát bên tai Đạo Tam Sinh, sau này chúng ta muốn tấn công âm phủ thì cần phải có một lượng lớn vật tư. Nói xong, hắn nhìn về phía Tu Di Thần Quốc này rất giàu có, chúng ta cứ mang một chút vật tư đi, dùng nó để bổ sung vào thực lực tổng hợp của chúng ta. Đạo Tam Sinh mở to mắt nhìn, sau đó nói, người nghĩ chu toàn quá. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía ông lão tóc trắng cùng người đàn ông kia, lấy hết tất cả thứ đáng tiền của Tu Di Thần Quốc các ngươi ra đi. Mọi người sửng sốt. Làm gì vậy? Muốn cướp đồ à? Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm vào Đạo Tam Sinh, ngươi là ăn cướp à? Đạo Tam Sinh ngây cả người, sau đó nhìn Diệp Huyên, chúng ta cướp đồ như vậy hình như không hay cho lắm. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ai nói chúng ta cướp, chúng ta chỉ mượn thôi. Đạo Tam Sinh lập tức gật đầu, đúng vậy, mượn thôi. Nói xong, nàng ta nhìn sang ông lão tóc trắng, mượn. Chúng ta chỉ mượn thôi, không phải cướp. Ông lão tóc trắng tức đến mức suýt thổ huyết, không cho. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên lại nhìn sang người đàn ông trung niên kia, nếu không cho mượn thì chúng ta đánh nhau đi. Đạo Tam Sinh không hề phí lời, nàng ta đột nhiên nắm chặt hai tay lại, trong phút chốc, đất trời xung quanh lập tức trở nên hư huyễn. Thấy cảnh này, mí mắt giật lên Diệp Huyên giật lên, lại là ba loại lực lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba loại lực lượng này quả thật có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là hắn cũng vô cùng kiên kỵ, có thể nói, ba loại lực lượng này còn mạnh hơn cả võ học trong đạo kinh của hắn. Trong mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ nghiêm túc, ba cỗ sức mạnh này đủ để hủy đi bản nguyên của Tu Di Thần Quốc. Mà ông ta cho dù có thể cản lại được sức mạnh này thì sợi phân hồn của ông cũng sẽ biến mất. Thực lực của cô bé này mạnh hơn tưởng tượng của ông ta. Thấy Đạo Tam Sinh định ra tay, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, cho mượn. Ông lão tóc trắng nhìn về phía người đàn ông trung niên, sắc mặt lão ta có chút khó coi. Lão ta biết tiên tổ của mình e là khó có thể chống lại cô bé trước mắt này. Thấy người đàn ông trung niên nói thế, Đạo Tam Sinh ngừng lại, nàng ta đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã nhanh miệng xen vào, chúng ta đi lấy. Nói xong, hắn dẫn Đạo Tam Sinh biến mất ngay tại chỗ. Hai người quang minh chính đại phóng về phía Hoàng Cung Thần Quốc. Dọc đường đi, không ai dám đứng ra ngăn cản. Người đàn ông trung niên cũng không cản. Chủ yếu là không cản được. Cứ thế, Diệp Huyên dẫn Đạo Tam Sinh điên cuồng cướp sạch Tu Di Thần Quốc. Hai người nhìn thấy cái gì là mượn cái đó. Ngoài ra, khi nào bắt gặp cường giả Tu Di Thần Quốc bọn họ cũng cưỡng chế yêu cầu đối phương giao nhẫn chứa đồ ra, ban đầu còn có người phản kháng, nhưng sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Đạo Tam Sinh rồi thì không còn ai dám hó hé điều gì. Vì để mượn được đồ tốt, Diệp Huyên gọi Tiểu Linh Nhi ra chung luôn, Tiểu Linh Nhi có thể cảm nhận được đồ nào tốt. Ban đầu Tiểu Linh Nhi còn có hơi không tình nguyện, nhưng chẳng mấy chốc cô bé còn tích cực hơn cả Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh. Lần đi mượn đồ này ngót nghét cả một canh giờ. Bọn họ lục soát nhẫn chứa đồ, có tới hơn 300 cái, những nhẫn chứa đồ này đều là mượn của các cường giả khác. Ngoài ra còn định đến quốc khố của Hoàng Cung Tu Di Thần Quốc lục soát. Không thể không nói, Diệp Huyên từng thấy nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi thấy tài vật ở Tu Di Thần Quốc hắn cũng phải rung động không thôi. Cúa là kinh khủng. Có những bảo vật cùng tài nguyên này, vũ trụ ngũ duy có thể bồi dưỡng ra được vô số cường giả siêu cấp. Nhất là thực lực gốc gác, vũ trụ ngũ duy chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số cường giả Tu Di Thần Quốc lúc này đều vô cùng uất ức. Bọn họ chỉ có thể nhìn Diệp Huyên, Đạo Tam Sinh và cả Tiểu Linh Nhi trắng trợn cướp bóc sạch cả Tu Di Thần Quốc mà không ai dám động thủ, bởi vì người đàn ông trung niên kia không hề ra tay.
Trong vòng một canh giờ, bảo vật trong hoàng thành và hoàng cung Tu Di thần quốc đều đã bị cướp sạch, thứ chỉ hơi hơi đáng giá cũng bị mang đi hết. Diệp Huyên dẫn đạo Tam Sinh và Tiểu Linh Nhi đi tới trước mặt người đàn ông trung niên và ông lão tóc trắng. Đám người ông lão tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên và đạo Tam Sinh, ánh mắt sắc như đao, có thể giết cả người. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chư vị, Diệp Huyên ta rất coi trọng tình nghĩa, hôm nay Tu Di thần quốc cho mượn những món đó này, ta nhất định sẽ trả lại, các người cứ yên tâm tin tưởng. Nói xong, hắn dẫn đạo Tam Sinh xoay người biến mất ở nơi cuối chân trời. Phía xa xa, đạo Tam Sinh kéo lấy tay Diệp Huyên, thật sự phải trả về à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói lại, chúng ta cũng đâu phải giặc cướp gì đâu, mượn đồ thì tất nhiên phải trả. Vậy khi nào trả? Kiếp sau. Kiếp sau trả. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, tròn mắt nhìn, người đúng là tên cướp tài ba. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó dẫn đạo Tam Sinh biến mất ở cuối chân trời. Lần này mặc dù không tiêu diệt được Tu Di thần quốc, nhưng như vậy là hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Những tài vật lấy đi từ Tu Di thần quốc kia đã đủ để thay đổi vũ trụ ngũ duy. Hai người đi cực kỳ nhanh, chớp mắt đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Tu Di thần quốc. Lúc này sắc mặt của nhóm cường giả Tu Di thần quốc đang vô cùng khó coi, như thể vừa ăn phải một đống phân vậy. Sỉ nhục. Tu Di thần quốc từ khi nào đã phải chịu sự sỉ nhục to lớn đến thế? Có thể nói Tu Di thần quốc từ khi thành lập đến giờ chưa từng chịu phải một sự nhục nhã nào như vậy. Thật ra lúc hai người Diệp Huyên rời đi, có cường giả Tu Di thần quốc muốn đuổi theo, thế nhưng lại bị người đàn ông trung niên kia cản lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiên tổ của mình. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, muốn đi chịu chết à? Ông lão tóc trắng trầm giọng nói, tiên tổ. Người đàn ông trung niên nhìn về chân trời ở phía xa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, cô gái kia không phải là người thường. Các ngươi đuổi theo chỉ để chết uổng thôi. Sắc mặt ông lão tóc trắng vô cùng âm trầm, tổ tiên, chúng ta liên hệ âm phủ được không? Lão ta cảm thấy cô bé kia vô cùng kiêng dè âm phủ. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn ông lão tóc trắng, nếu bản thể ta vẫn còn ở đây thì có lẽ sẽ liên hệ được, nhưng hiện tại, các ngươi không có năng lực để làm điều đó. Chỗ ấy không phải nơi các ngươi có thể đặt chân đến. Đừng nói là các ngươi, cho dù là cường giả chứng đạo cảnh cũng không dễ dàng bước vào được. Ông lão tóc trắng sầm mặt lại, nếu không liên lạc được với âm phủ, thì nàng ta. Nàng ta mạnh đến mức khiến người khác phải tuyệt vọng. Hơn nữa phía sau Diệp Huyên còn có một người phụ nữ khác, chính là Thiên Đạo Ngũ Duy. Sự khủng bố của người phụ nữ kia không hề thua kém gì với cô bé ban nãy. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, các ngươi chấp nhận buông bỏ đạo kinh kia không? Ông lão tóc trắng ngây cả người, sau đó cười khổ tiên tổ. Người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi rồi khẽ nói, ta có thể hiểu, dù sao nếu là ta cũng sẽ không buông bỏ. Nói xong, ông ta nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt có chút thảng thốt, đạo kinh. Ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông trung niên kia, không nói gì. Sau một hồi, người đàn ông trung niên đột nhiên thấp giọng nói một câu, nghe được, ông lão tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, chẳng mấy chốc, sự khó tin trong mắt lão đã chuyển hóa thành mừng rỡ như điên. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên và Đạo Tam Sinh rời khỏi Tu Di thần quốc, hai người trở về vũ trụ ngũ duy. Trên đường, tuy rằng lấy được rất nhiều bảo vật, nhưng Đạo Tam Sinh vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, bởi vì kế hoạch hoàn mỹ của nàng ta đã hỏng bét. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Tam Sinh rồi cười bảo, Tam Sinh, đừng nản lòng, trên con đường đại nghiệp khó tránh sẽ xuất hiện một ít va vấp không như ý, những thứ này đều là chuyện nhỏ, đúng không? Đạo Tam Sinh không nói gì. Diệp Huyên lại nói, nhưng ngươi là quân sư của ngũ duy chúng ta, một lời nói cử chỉ của ngươi đều có thể quyết định được sống chết của hàng triệu người, ngươi không thể nản lòng. Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta không nản lòng. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, theo ngươi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên phải nâng thực lực của bản thân lên,
sau đó chuẩn bị cho đại nghiệp. Đạo Tam Sinh nắm chặt hai tay lại, người nói không sai. Trước mắt ta thấy thực lực tổng hợp của vũ trụ ngũ duy hơi yếu, ta cảm thấy chúng ta nên nâng tầm thực lực lên cao hơn nữa. Diệp Huyên vội vàng đáp, đúng. Nói xong, khóe miệng hắn hơi cong lên, bây giờ có những tài nguyên này, chúng ta có thể nâng thực lực tổng hợp lên rất nhiều. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, thực lực của ngươi cũng cần phải nâng lên rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Thật ra thực lực hiện tại của hắn đã đến một bình cảnh. Nếu nói không khách khí một chút thì hiện tại trong những người hắn từng gặp, chỉ có Đạo Tam Sinh trước mắt cùng Mộ Niệm Niệm là hắn đánh không lại, còn những người khác, cho dù là tổ tiên tu di thần quốc khi nãy, hắn đều có thể chiến một trận. Hiện tại hắn không chỉ là độn nhất chân chính, mà kiếm đạo cũng đã đạt đến cảnh giới kiếm biến. Bây giờ so ra, ở phương diện kiếm đạo, ngoại trừ Mộ Niệm Niệm ra thì trình độ kiếm đạo của hắn là cao nhất. Có điều hắn vẫn chưa có suy nghĩ để lộ thực lực của mình quá sớm. Hiện tại cho dù là tu di thần quốc hay là vùng cực lạc, bọn họ vẫn đang đinh ninh thực lực của hắn vẫn còn nguyên như trước. Đây là ưu thế của hắn. Như Mộ Niệm Niệm nói, nếu một người không có thực lực vô địch thì tốt nhất nên biết cách che giấu. Lúc này, Đạo Tam Sinh bỗng nói, đợi ngươi đạt đến chứng đạo cảnh, ta sẽ truyền Tam Sinh quyết cho ngươi, để ngươi nắm giữ Tam Sinh chi lực. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Tam Sinh chi lực. Đạo Tam Sinh gật đầu, Tam Sinh chi lực, là lực lượng mạnh nhất trong thiên địa này. Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, vậy ngươi có biết Đạo Kinh không? Đạo Kinh. Đạo Tam Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, ý ngươi là quyển kỳ thư ở dương gian các ngươi à? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Tam Sinh vung tay nhỏ lên, thứ bỏ đi thôi. Diệp Huyên. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Tam Sinh quyết là mạnh nhất. Diệp Huyên liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, nhưng mà nhất định phải đến chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện được à? Đạo Tam Sinh gật đầu, ta vì tốt cho ngươi thôi, nếu bây giờ ngươi tu luyện, thân thể sẽ không chịu nổi Tam Sinh chi lực. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi còn có một loại lực lượng khác, lực lượng này ngươi vẫn chưa hoàn toàn hấp thu được hết. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, một luồng kim quang xuất hiện trong tay hắn, là cái này à? Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng. Diệp Huyên trầm mặc. Phật Pháp chi lực. Đạo Tam Sinh nói Phật Pháp chi lực trong cơ thể hắn. Thật ra hắn cũng biết Phật Pháp chi lực này có chút vấn đề, bởi vì tuy hắn đã đạt đến linh minh kiến tính, nhưng vẫn chưa chuyên tâm tu luyện Phật Pháp, bởi thế Phật Pháp chi lực trong cơ thể hắn có chút hỗn độn. Lúc này, Đạo Tam Sinh lại nói, và cả huyết mạch của ngươi nữa, huyết mạch chi lực của ngươi cũng rất mạnh, ngươi phải học cách khống chế nó. Diệp Huyên cười khổ. Huyết mạch chi lực này hắn thật sự không khống chế được. Khi hai người đang nói chuyện thì đã về đến được Liên Minh Điện. Diệp Huyên gọi Quan Âm đến, sau đó để Quan Âm dẫn Đạo Tam Sinh đi kiểm tra một lượt cường giả ở vũ trụ ngũ duy. Đạo Tam Sinh rất có hứng thú với quân đội của vũ trụ ngũ duy. Mà Diệp Huyên cũng cố ý dặn dò Quan Âm một lượt, ngàn vạn lần không được khinh thường quân sư Đạo Tam Sinh này. Nhất định phải để nàng ta cảm thấy bản thân được tôn trọng. Hắn cũng phát hiện ra, tuy thực lực của cô bé này vô cùng mạnh mẽ, nhưng rất vô tâm vô tư, thích được dỗ. Diệp Huyên vừa về đến phòng, Diệp Chi Mệnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, thế nào? Diệp Huyên cười cười, sau đó kể hết chuyện xảy ra ở Tu Di Thần Quốc. Diệp Chi Mệnh cau mày lại, người kia cũng biết âm phủ à? Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, rất nhiều người biết âm phủ mà. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người kia không chỉ biết âm phủ, mà còn biết cả Đạo Tam Sinh, chuyện này có nghĩa là đối phương đã từng đến âm phủ. Mà âm phủ không phải là nơi ai cũng có thể vào được. Đạo Tam Sinh trốn ra được, có thể là do người âm phủ không ngờ nàng ta sẽ chạy đến dương gian, mà một khi để bọn họ biết được Đạo Tam Sinh xuất hiện ở đây. Diệp Huyên trầm giọng nói. Diệp cô nương, chúng ta không thể dễ dàng đến được âm phủ, thì người âm phủ chắc cũng sẽ gặp khó khăn khi đến đây chứ. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, người nói không sai, nhưng đó là quá khứ thôi. Quá khứ.
Diệp Huyên nhíu mày lại, ý của cô là bây giờ bọn họ có thể đến đây. Ngươi biết thứ ngăn cách giữa âm phủ và dương gian là gì không? Vách ngăn vũ trụ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, còn đáng sợ hơn cả vách ngăn vũ trụ nữa, đó là đạo chi giới. Đạo chi giới là một loại kết giới hình thành từ đại đạo, vô cùng đáng sợ, có thể nói đã từng có một khoảng thời gian, người dương gian tuyệt nhiên không thể bước vào âm phủ, mà người âm phủ cũng tuyệt đối không thể đến được dương gian. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Diệp Huyên có chút không rõ tại sao. Bởi vì rất nhiều đại đạo đã đổ nát, giống như đạo luân hồi thiện ác, lúc trước ta nói với ngươi rồi đấy, đạo này đã đổ nát, người tốt không nhất định sẽ được báo đáp tốt, mà kẻ xấu cũng không hẳn sẽ phải trả báo. Không những đạo luân hồi thiện ác này, mà có một vài đạo cũng đã bị người khác động tay vào. Đạo chi giới này đã bị người khác nghịch chuyển một làn, uy lực hiện nay của nó kém xa khi trước. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, ai làm? Ta cũng không biết, ta chỉ biết có rất nhiều đại đạo cũng đã đổ nát. Hơn nữa, hiện tại người đã từng nghịch chuyển đạo chi giới kia có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đến ngươi, người như thế tuyệt đối không phải là người ngươi có thể chống lại bây giờ. Nói xong, nàng ta dừng một chút rồi mới tiếp lời, ta đoán là Mộ Niệm Niệm kia cũng không thể nghịch chuyển được đại đạo, tất nhiên chỉ là suy đoán của ta thôi, người phụ nữ kia quá âm hiểm, khiến người ta đoán không ra. Diệp Huyên cười nói, Diệp cô nương, Niệm Niệm là người vô cùng tốt. Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt nói, đó là với ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, dù sao ta cảm thấy nàng ta rất tốt. Diệp Chi Mệnh không muốn tiếp tục chủ đề này, sau khi đại đạo pháp tắc bên trong đạo chi giới bị nghịch chuyển, âm phủ muốn đến dương gian đã không còn là chuyện bất khả thi nữa. Tất nhiên người dương gian cũng có thể đến âm phủ, chỉ có điều người bình thường chắc chắn không thể vào, bởi vì nếu người ở dương gian bước chân vào âm phủ, thân thể sẽ tự mình mục rửa, chỉ có cường giả chứng đạo cảnh mới có thể chống lại lực lượng sói mòn kia. Mà sau khi tiến vào âm phủ còn nguy hiểm hơn, cường giả âm phủ mạnh hơn rất nhiều so với người tưởng tượng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chẳng trách Niệm tỷ nói nàng ta không đồng ý đi chọc vào âm phủ. Nói xong, hắn như nhớ đến điều gì đó, sau đó rút kiếm chấn hồn ra, hắn nhìn Diệp Chi Mệnh rồi hưng phấn bảo, Diệp cô nương, ta cầm thanh kiếm này đến sông Vong Xuyên là có thể hấp thu hết mấy cô hồn ác quỷ ở dưới đó vào đúng không? Ta nói cô biết, kiếm này vô cùng lợi hại đó. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn kiếm chấn hồn, sau đó nói, được đấy. Nghe thế, Diệp Huyên vô cùng vui vẻ, hưng phấn hỏi, thật à? Ừ thật, trong mơ thì cái gì cũng được. Diệp Huyên. Âm phủ. Hai chữ này khiến tâm tình Diệp Huyên trầm xuống. Từ những gì Diệp Chi Mệnh nói, hắn biết được rằng âm phủ có năng lực đi đến dương gian. Diệp Chi Mệnh bỗng lên tiếng, lựa chọn tốt nhất của ngươi lúc này chính là để con bé đi. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta nói, để nàng ta tiếp tục ở lại đây, sẽ mang đến tai họa vô tận. Hắn chỉ cười hỏi, còn Diệp cô nương? Diệp Chi Mệnh, ta thì thế nào? Diệp Huyên, phiền toái của tam sinh đến từ âm phủ, vậy còn của cô thì đến từ đâu? Diệp Chi Mệnh không nói gì. Diệp Huyên, phiền toái của cô liệu sẽ ít hơn cô bé sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Diệp Huyên lại cười, thật ra ta rất tò mò về thân phận và lai lịch của cô. Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt đáp, nếu thật sự muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Huyên, là bà Sa Giới, hay Ngân Hà Giới? Nàng ta lắc đầu, đều không phải. Hắn cau mày, cả hai đều không phải ư. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên còn muốn hỏi tiếp thì đã thấy Quan Âm đi đến trước mặt, xòe tay ra, lấy ra đây. Hắn ngớ người, gì cơ? Quan Âm trừng mắt, tam sinh nói các ngươi mượn được rất nhiều bảo vật từ Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyên cười cười, đoạn đưa toàn bộ nhẫn chứa vật cho ả ta. Tổng cộng hơn 500 chiếc. Nhìn thấy bảo vật bên trong xong, Quan Âm không khỏi hít vào một hơi, các ngươi mượn hết bảo vật từ Tu Di Thần Quốc về sao? Diệp Huyên cười ngược, đang định trả lời thì lại nghe ả nói tiếp. Ngươi có biết những thứ này quan trọng thế nào với chúng ta không? Hắn gật đầu. Một vấn đề khổng lồ trước kia của vũ trụ ngũ duy chính là thiếu thốn tài nguyên tu luyện.
Tài nguyên của các tộc như âm linh tộc đều đã bị vắt kiệt, nên có thể nói tiến độ tu luyện của rất nhiều cường giả đều trở nên trì trệ. Nhưng nay đã khác, với những tài nguyên này, thực lực của cường giả ngũ duy sẽ có một bước tiến mới. Chúng quả thật chính là cọng rơm cứu mạng họ. Quan Âm hít vào một hơi, thu nhẫn về rồi nói, chúng ta cần thời gian. Diệp Huyên im lặng. Vừa khéo, thời gian chính là thứ mà họ thiếu nhất. Quan Âm, cho ta 2 năm, được không? Hắn cười khổ, e rằng không được. Thấy nàng ta im lặng, hắn lại nói. Cố gắng hết sức đi. Quan Âm gật đầu rồi xoay người rời đi, có thể thấy sẽ vô cùng bận bịu trong thời gian sắp tới. Diệp Chi Mệnh nói, nhưng ngươi sẽ không có ngần ấy thời gian. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh, thực lực hiện nay của ngươi đã đạt đến bình cảnh, không thể tiếp tục đột phá trong thời gian ngắn, nhưng ngươi có thể tăng nó lên từ những nơi khác. Diệp Huyên hiếu kỳ, từ nơi khác. Diệp Chi Mệnh, mang vạn Phật bất diệt thể ở vùng cực lạc về đây. Diệp Huyên cau mày, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là một phương pháp tu luyện thân thể, có thể nói là tự cổ chí kim, nó là tiếp cận gần nhất với luyện thể của đạo kinh và vạn âm chi thể của âm phủ. Diệp Huyên vội hỏi lại, luyện thể của đạo kinh. Diệp Chi Mệnh, có một quyển đạo kinh ghi lại phương pháp tu luyện thân thể, một khi tu thành thì chính là đạo thể chân chính. Nó chính là nhục thân mạnh mẽ nhất tự cổ chí kim, cho dù là cường giả chứng đạo cảnh cũng khó mà tổn thương. Chưa hết. Nó còn có thể kháng trừ mọi loại nhân quả, tất nhiên là trừ nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên không nói gì. Diệp Chi Mệnh, điều quan trọng nhất là nó còn khắc chế được một vài âm thuật thần thông của âm phủ. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, vùng cực lạc không thua kém gì âm phủ à? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, hiện nay thì kém, nhưng trong quá khứ, vùng cực lạc từng có một giai đoạn khủng bố vô cùng, đạt đến trình độ có thể chống lại âm phủ. Tuy nếu xảy ra chiến tranh thật thì họ cũng không chắc sẽ thắng, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn lép vế như hiện nay. Diệp Huyên, họ xuống dốc ư. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đã có vấn đề nghiêm trọng xuất hiện trong nội bộ họ, khi một vị cao tăng tu hành cực cao dẫn một nhóm cao tăng Phật gia xuống âm phủ. Diệp Huyên cau mày, xuống âm phủ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, vị Phật tổ ấy đã phát nguyện một điều vĩ đại. Đến đây. Nàng ta nhìn thoáng qua hắn, quan hệ giữa vùng cực lạc và âm phủ có chút sâu xa. Diệp Huyên bỗng hiểu ra vì sao trụ trì lại biết âm phủ nằm ở đâu. Diệp Chi Mệnh, sự ra đi của vị cao tăng ấy đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến vùng cực lạc, sau đó lại thêm vài đại hòa thượng bế quan lĩnh ngộ, khiến bọn họ dần dần sa sút. Vạn vật chi thể kia chính là do vị cao tăng ấy sáng tạo trước khi đi đến âm phủ, tu tập thành công sẽ được vạn Phật che chở. Là khắc tinh của âm phủ. Diệp Huyên, nếu ta cứ thế này mà đến vùng cực lạc, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ta. Diệp Chi Mệnh nhún vai, không phải ngươi giỏi lừa gạt lắm sao? Làm đi chứ. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh, bằng không thì ngươi đi tìm quyển đạo kinh có công pháp luyện thể đi. Diệp Huyên, cô có biết những quyển còn lại ở đâu không? Diệp Chi Mệnh, vùng cực lạc có. Diệp Huyên không khỏi nhìn nàng ta, mẹ nó chứ, người này chỉ muốn mình đi tìm đạo kinh thôi chứ công pháp quái gì. Diệp Chi Mệnh lại nói, nhưng hiện nay người vùng cực lạc cũng không biết họ đang sở hữu đạo kinh. Diệp Huyên cau mày, nghĩa là thế nào? Diệp Chi Mệnh, sở dĩ vùng cực lạc trước kia mạnh mẽ như vậy là vì họ có quyển đạo kinh mệnh vận trong tay. Người sở hữu nó là một vị cao tăng đắc đạo thực thụ, tuy biết nó là đạo kinh nhưng lại không nói ra. Bởi ông ta biết khi ấy vùng cực lạc sẽ trở thành nơi gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó, ông ta đã chậm rãi tự mình tu luyện, còn dung nhập đạo kinh vào vài quyển kinh Phật. Cứ thế, người của vùng cực lạc tu tập đạo kinh nhưng lại không biết đó là đạo kinh, vì vậy mới giúp họ giảm đi vô số phiền phức. Nàng ta dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, thật ra bọn họ cũng không biết, rất nhiều kinh Phật mà họ tu tập đều ẩn chứa đại đạo. Diệp Huyên không khỏi hỏi. Sao Diệp cô nương lại biết nhiều đến vậy? Nàng ta lạnh lùng hỏi lại, ta đoán, không được à? Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, lại có xúc động muốn đánh người. Diệp Chi Mệnh, lấy sức mạnh hiện nay của ngươi, ngoại trừ vài lão hòa thượng từ thời viễn cổ ra,
vùng cực lạc đã không còn ai có thể làm gì được ngươi nữa. Mà mấy vị kia cơ bản đều đang bế quan cả rồi, hiểu ý ta không? Diệp Huyên hạ giọng, cô muốn ta đi trộm nó. Diệp Chi Mệnh tỉnh bơ, không phải trộm, là mượn. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh, nơi ấy không chỉ có đạo kinh mà còn cả vạn Phật chi thể ngươi cần. Nếu ngươi tu luyện nó thành công, ngày sau sẽ có thêm vài phần thắng khi đối mặt với cường giả âm phủ. Diệp Huyên khẽ cau mày, chẳng lẽ ta hiện nay còn chưa thể đối đầu với họ? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, trước mắt thì chỉ có Mộ Niệm Niệm mới chống lại được mà thôi. Còn ngươi thì không đến mức không thể đánh trả, nhưng muốn đánh với họ thì về nhà ngủ mơ đi còn hơn. Ngươi không thấy nhóc con tam sinh kia cũng kiêng kỵ âm phủ vô cùng sao? Diệp Huyên lắc đầu, con bé còn muốn đánh đến âm phủ kia mà. Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt hỏi lại, ngươi có biết là ai đã cho con bé dũng khí đó không? Diệp Huyên cau mày, đừng nói là ta chứ. Diệp Chi Mệnh cười khẽ, chính là ngươi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, vì hai thanh kiếm trong người ngươi. Suy nghĩ của con bé rất đơn giản, trước tiên là kéo ngươi xuống nước, sau đó chờ ngươi gọi người đến, cùng tấn công âm phủ. Nó cho rằng tuy ngươi không đánh lại nhưng chủ nhân của hai thanh kiếm thì có thể, ngoài ra con bé cũng đang muốn kéo cả Mộ Niệm Niệm vào nữa. Nhưng nó căn bản không phải đối thủ của nàng ta, nếu muốn tính kế Mộ Niệm Niệm, e rằng thứ nó phải trả chính là mạng của mình. Nàng ta lắc đầu, đúng là trẻ con, đầu óc đơn giản, ngây thơ, ngu ngốc. Bản thân Diệp Chi Mệnh cũng kiêng dè Mộ Niệm Niệm vô cùng. Nàng ta vốn có một chút kế hoạch, nhưng rồi lại vì người này mà không dám thực hiện dù chỉ một bước, sợ rằng có ngày đối phương đưa mình vào trong ngược lại. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh, đi vùng cực lạc đi. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, thật sự phải đi sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng, người không còn bao nhiêu thời gian nữa. Diệp Huyên suy tư một hồi, nói ta đi đạo giới. Vừa dứt lời, hắn đã mang Diệp Chi Mệnh cùng biến mất, không bao lâu sau đã đến đạo giới, đi tìm Khương Vũ và Lý Thanh. Khương Vũ hỏi, cậu muốn đi vùng cực lạc? Diệp Huyên gật đầu, phải, ta cho rằng chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được. Ta sẽ đến vùng cực lạc một chuyến, thương lượng để họ chịu trả thư phòng lại cho chúng ta. Khương Vũ lưỡng lự một phen, ta nghĩ họ sẽ không trả đâu. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, ta có thể mở thư phòng, ta sẽ đàm phán cùng họ. Khương Vũ lắc đầu, làm vậy quá nguy hiểm, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, chẳng lẽ cứ thế chờ chết sao? Khương Vũ không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, một mình ta đi chắc chắn sẽ không làm nên cơm cháo gì, ta cần các vị trợ uy giúp ta. Khương Vũ cau mày, cậu muốn chúng ta theo cùng. Diệp Huyên gật đầu, gọi tất cả các cường giả độn nhất cảnh lại. Dĩ nhiên chỉ cần một mình ta vào vùng cực lạc là được rồi, các vị có thể ở ngoài, nhưng chúng ta phải cho họ thấy thái độ và quyết tâm của chúng ta. Hắn nhìn thẳng vào mắt hai người, hoặc cùng thắng, hoặc ngọc đá cùng tan. Khương Vũ không nói gì. Lý Thanh chỉ nhìn hắn, không đưa ra ý kiến. Có thể thấy cả hai đang rơi vào lưỡng lự trước đề xuất vô cùng mạo hiểm này. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hai vị sao lại có thể vừa muốn có thư phòng, vừa không muốn liều mạng thế này chứ? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Khương Vũ hạ giọng, Diệp công tử, ta cảm thấy chuyến này của cậu chính là dê vào miệng cọp, tự đưa mình đến cửa tử. Diệp Huyên cười xòa, đã thế thì ta đây cùng chia sẻ thư phòng với vùng cực lạc vậy. Thấy hắn xoay người rời đi, Khương Vũ và Lý Thanh đồng loạt biến sắc. Cùng chia sẻ thư phòng ư. Điều mà bọn Khương Vũ, Lý Thanh hiện tại sợ nhất chính là Diệp Huyên bắt tay với vùng cực lạc. Một khi chuyện ấy xảy ra, khả năng vùng cực lạc có thể mở được thư phòng là rất lớn, sau đó đạo giới sẽ hoàn toàn diệt vọng. Thấy Diệp Huyên xoay người đi, cả hai không hẹn mà cùng cản lại. Khương Vũ, Diệp công tử đừng xúc động. Diệp Huyên lắc đầu, hai vị, chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ như vùng cực lạc tìm được cách mở thư phòng thì sao? Khi ấy chúng ta sẽ càng bị động. Khương Vũ đánh mắt sang Lý Thanh, nàng ta nói,
Diệp công tử xác định thư phòng đang nằm trong tay họ chứ? Hắn gật đầu, ta chắc chắn. Sau một hồi im lặng, Lý Thanh nói, vậy đi. Khương Vũ nhìn sang, nghe Lý Thanh nói, cứ tiếp tục thế này quả thật sẽ rất bất lợi với chúng ta. Khương Vũ im lặng, sau đó một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt, chúng ta đi. Rất nhanh sau đó, gần 80 cường giả độn nhất cảnh đã theo Diệp Huyên đi đến vùng cực lạc. Họ dùng ước chừng một canh giờ để đi xuyên qua biển sao, đến một vùng không gian không biết tên. Thật ra Diệp Huyên cũng chẳng biết vùng cực lạc ở nơi nào, may mà có Lý Thanh biết. Trong vùng vũ trụ trước mặt họ là những pho tượng Phật rải rác. Lý Thanh chỉ vào pho tượng vàng óng cao gần nghìn trượng ở nơi xa, nói, đó chính là lối vào vùng cực lạc. Diệp Huyên nhìn theo hướng nàng ta chỉ, đúng lúc ấy, đôi mắt trên pho tượng Phật ấy bỗng bừng mở, bắn ra hai tia sáng vàng xuyên thấu không gian, thẳng hướng về phía bọn họ. Khương Vũ cau mày, bước về trước, tung ra một quyền. Uỳnh! Không gian trước mặt ông ta vỡ vụn, trở thành một vùng hư vô, cắn nuốt lấy hai tia sáng kia. A-di-đà Phật! Một giọng nói bỗng vang lên. Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một tăng nhân đã đứng đó không xa tự bao giờ. Người này vóc dáng phốc pháp, mặc tăng y mộc mạc, tay cầm một chuỗi tràng hạt. Ông ta cười nói với Diệp Huyên, phải chăng các hạ chính là Diệp công tử? Hắn gật đầu, đại sư xưng hô thế nào? Tăng nhân cười, Di Tôn. Diệp Huyên, Di Tôn đại sư, hôm nay chúng ta đến đây là muốn thương lượng ít việc cùng vùng cực lạc. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Di Tôn, thương lượng. Diệp Huyên gật đầu, vị Bồ Tát bên các người cướp thư phòng của chúng ta, làm vậy có phải hơi thiếu đạo đức không? Di Tôn nhìn hắn, Diệp công tử, vị Bồ Tát đó đã vẫn lạc rồi. Diệp Huyên cau mày, ông có ý gì? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử hẳn biết rõ hơn chúng ta. Hắn lắc đầu, ta không biết gì hết. Chỉ biết ông ta khiến ta trọng thương rồi cầm thư phòng của ta chạy đi mất. Di Tôn nhìn hắn, Diệp công tử, chúng ta xác định vị ấy chết trong tay ngươi. Khương Vũ đứng bên nghe vậy liền nhăn mày, không thể nào. Diệp công tử tuy mạnh nhưng cũng không đến mức có thể giết được cường giả độn nhất cực cảnh. Di Tôn khẽ cười, Khương các chủ vẫn còn biết quá ít về Diệp công tử này. Khương Vũ nhìn sang, nghe Diệp Huyên cười. Không ngờ các người lại còn biết cắn ngược. Này đại sư, ngày ấy Khương các chủ và những người khác đều thấy rõ ta bị trọng thương. Khương Vũ gật đầu, cậu ta quả thật bị thương không nhẹ. Lý Thanh chỉ thoáng liếc Diệp Huyên, không nói gì. Di Tôn cười nói, bản lĩnh thay trắng đổi đen của Diệp công tử quả nhiên lợi hại. Đã giết người mà còn giá họa cho vùng cực lạc chúng ta, âm hiểm vô cùng. Diệp Huyên nhàn nhạt đáp. Nếu đại sư không có chứng cứ ta giết người của các vị thì cũng đừng nói lung tung. Khương Vũ hỏi, đại sư có bằng chứng gì không? Không, Di Tôn lắc đầu. Diệp Huyên thật sự đã ra tay quá sạch sẽ, khiến vị Bồ Tát kia thần hồn câu diệt. Diệp Huyên bỗng nói, đại sư, hôm nay chúng ta đến đây là muốn hợp tác cùng vùng cực lạc. Theo ta được biết, dường như các vị vẫn chưa mở được thư phòng, có phải vậy chăng? Di Tôn nhìn hắn, câu hỏi của ngươi khiến ta không biết nên trả lời thế nào. Diệp Huyên tỉnh bơ nói tiếp, ta có ý tưởng này. Chúng ta có thể hợp tác, ta mở thư phòng, sau đó mọi người cùng chia sẻ đạo kinh bên trong, đại sư thấy thế nào? Di Tôn thấp giọng thở dài, Diệp công tử, thư phòng thật sự không nằm trong tay vùng cực lạc chúng ta. Diệp Huyên lập tức quay sang Khương Vũ, bọn họ muốn một mình nuốt trọn đấy. Ngay lập tức, sắc mặt Khương Vũ nhìn Di Tôn lập tức trở nên có chút bất thiện. Di Tôn lại thở dài, Diệp công tử, một vị Phật tổ của Phật gia ta đã thôi diễn rằng thư phòng kia vẫn còn trong tay ngươi, vị Bồ Tát kia cũng là do ngươi giết. Tuy chúng ta không biết ngươi đã làm thế nào để lấy mạng vị ấy, nhưng chúng ta có thể khẳng định vị ấy chết dưới tay ngươi. Diệp Huyên bật cười, nếu đại sư nói vậy thì ta chỉ có thể nói rằng người đứng sau ta cũng có thôi diễn. Kết quả là thư phòng đang nằm trong tay vùng cực lạc các người. Di Tôn chắp tay, Diệp công tử, ngươi là kiếm tu, lại còn là kiếm tu hiếm thấy trên đời, ăn nói bừa bãi, đảo trắng thay đen, dựng chuyện vô cớ, buôn lời bịa đặt.
lương tâm ngươi không thấy cắn rứt sao? Diệp Huyên, Di Tôn, tuy chúng ta là đối thủ, nhưng chúng ta vẫn vô cùng tôn trọng Diệp công tử. Mong ngươi cũng tôn trọng chúng ta, đừng dở những trò tiểu nhân này nữa. Chúng ta thật sự có thể cùng nhau đánh một trận nếu muốn. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, ta không thích mấy lời như vậy đâu đại sư. Ông cứ nói ta vu oan, nhưng ông có bằng chứng gì không? Ông cũng nói đại Bồ Tát kia chết trong tay ta, nhưng cũng không có gì để chứng minh. Theo ta thấy, người không chỉ cướp thư phòng mà còn muốn giá họa cho Diệp Huyên ta như các ông mới thật sự là âm hiểm. Diệp công tử là nhất rồi, ta không còn gì để nói cả. Di Tôn nói, đoạn chắp tay lại niệm kinh, cố gắng dằn lại ngọn lửa phừng phừng trong lòng. Người xuất gia phải tĩnh tâm, không thể nổi giận. Bỗng dưng, Diệp Huyên đưa tay ra, bên trong là một nắm Phật quang. Linh minh kiến tính. Di Tôn nhìn thấy, không khỏi nói với vẻ phức tạp, lão tăng tu hành gần trăm năm mới đạt đến linh minh kiến tính, vì sao loại người như Diệp công tử cũng có thể? Chẳng lẽ là ngã Phật mù lòa? Diệp Huyên đen mặt, này đại sư, ta nhớ Phật gia có câu chúng sinh bình đẳng, chẳng lẽ trong lòng Di Tôn đại sư đây còn phân ra làm răm bảy loại? Di Tôn, Diệp công tử chớ dùng ngôn từ như vậy để vũ nhục ta. Bàn về tu hành Phật Pháp, người hẳn là không phải đối thủ của ta. Nhưng bàn về vô liêm sỉ, mưu mô xảo trá, có 10 lão tăng cũng không bằng Diệp công tử. Diệp Huyên. Khương Vũ bỗng lên tiếng, đại hòa thượng, ta thấy đề nghị vừa rồi của Diệp công tử rất được. Nếu các người đã có thư phòng, Diệp công tử lại có thể mở, vì sao ba phương không cùng hợp tác? Di Tôn nhìn ông ta, Khương các chủ đây là đã bị Diệp công tử bán mà còn muốn đếm tiền thay hắn. Khương Vũ cau mày, đã lúc này rồi mà còn khích bác ly gián, ông thấy vui lắm à? Di Tôn thở dài, Diệp công tử thủ đoạn cao minh, lão tăng bội phục. Lúc này, Lý Thanh đứng một bên bỗng hỏi, đại sư nói rằng Diệp công tử giết đại Bồ Tát của các người, nhưng theo ta được biết, Diệp công tử chỉ mới đến độn nhất cảnh mà thôi. Vì sao các người lại cho rằng hắn là người ra tay? Di Tôn nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử thật sự chỉ mới đến độn nhất cảnh sao? Hắn gật đầu, ta là ngụy độn nhất, hơn nữa chỉ mới đột phá gần đây, lúc mới đến hoàn toàn không phải. Di Tôn chắp tay, Diệp công tử thâm tàng bất lộ. Diệp Huyên nhìn sang Lý Thanh, họ không có chứng cứ nhưng cứ luôn mồm khẳng định ta là người giết Bồ Tát. Lý Thanh im lặng. Trong lòng nàng ta luôn cho rằng việc này có điều kỳ quặc, nhưng nàng ta cũng không tin rằng Diệp Huyên ở Quy Nguyên phá giới cảnh có thể giết cường giả độn nhất cực cảnh. Bằng không thì hắn chỉ có thể ra tay trong nháy mắt, sau đó hủy thi diệt tích mới có thể qua mắt mọi người. Nhưng hắn sao có thể làm được? Di Tôn bỗng bật thốt ra, thiên đạo ngũ duy. Thấy những người khác nhìn sang, ông ta hạ giọng, Diệp công tử có lẽ không làm được. Nhưng thiên đạo ngũ duy chắc chắn có thể. Diệp Huyên bật cười, không phải đại sư vừa khăng khăng nói rằng thủ phạm là ta ư, sao bây giờ lại thành thiên đạo ngũ duy rồi? Di Tôn, vì ta cho rằng mộ cô nương kia đang giúp ngươi. Khương Vũ và Lý Thanh nhìn nhau. Tuy Diệp Huyên không có năng lực giết chết cường giả độn nhất cực cảnh, nhưng thiên đạo ngũ duy chắc chắn có thể. Chẳng lẽ thư phòng thật sự còn ở trong tay hắn? Thấy họ nhìn sang, Diệp Huyên cười nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, nếu thư phòng còn nằm trong tay ta, vậy ta hoàn toàn có thể nhờ nàng giúp ta mở nó ra, lấy được đạo kinh rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Khương Vũ không nói gì. Diệp Huyên lại hỏi Di Tôn, đại sư, rời bước trò chuyện một chút chứ. Di Tôn, được. Khi đi ngang Khương Vũ, Diệp Huyên khẽ nói, Khương các chủ. Chốc nữa ta sẽ tìm cách tiến vào vùng cực lạc, chỉ cần vào đó là có thể cảm nhận được thư phòng. Khương Vũ gật đầu, ta biết, Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, toàn bước đi thì nghe ông ta nói, Diệp công tử. Thấy hắn nhìn lại, Khương Vũ nói, Diệp công tử, ta tin cậu. Diệp Huyên cảm động đáp, cảm ơn. Sau đó, hắn và Di Tôn biến mất ở cuối vũ trụ. Trên đường từ tốn rảo bước, Diệp Huyên bỗng nói, thật không dám giấu đại sư, ta biết thư phòng không bị vùng cực lạc đoạt lấy, nhưng nó cũng không nằm trong tay ta. Di Tôn khẽ ngẩn ra, vậy đang do ai sở hữu?
Diệp Huyên cười, đại sư nghĩ là ai? Di Tôn thấp giọng nói, thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên lắc đầu. Di Tôn cau mày, vậy là ai? Diệp Huyên nghiêm giọng nói, âm phủ. Di Tôn ngây người ra, đoạn chắp tay nói, Diệp công tử, ngươi ăn nói đàng hoàng, đừng lừa phỉnh ta. Lão tăng tu hành Phật Pháp gần nghìn năm, thật sự không thể chơi những trò âm hiểm này. Ngươi muốn gì cứ trực tiếp nói đi, lão tăng vẫn còn có thể tin ba phần. Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút lúng túng khi lão hòa thượng mãi không mắc lừa, đành nghiêm mặt nói. Đại sư, ta có thể cho các vị biết thư phòng thật sự đang nằm trong tay ai, nhưng ta có một điều kiện. Di Tôn, nó nằm trong tay Diệp công tử, đúng không? Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, thật sự không phải, ta có thể thề với trời. Di Tôn cũng lắc đầu, ta từng nghe nói lời thề của Diệp công tử không khác gì đánh rắm. Diệp Huyên đen mặt, đại sư không tin nhân phẩm của ta sao? Ta là linh minh kiến tính cơ mà. Di Tôn chắp tay lại, ngã Phật cũng có lúc mù lòa. Má nó, Diệp Huyên thật sự không biết phải nói gì trước cái tính mềm cứng không ăn của lão hòa thượng này, bèn xoay người rời đi. Bỗng Di Tôn lên tiếng, Diệp công tử muốn thế nào mới bằng lòng giao ra thư phòng. Diệp Huyên quay lại, nghe ông ta nói tiếp, theo chúng ta biết, bên cạnh ngươi có một nhân vật đến từ âm phủ, phải chứ? Hắn cười, các người biết cũng nhiều thật. Di Tôn lắc đầu, ngươi không thể chống lại âm phủ được, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, Di Tôn đại sư, ta nghe nói âm phủ có một vị đại năng đến từ vùng cực lạc các người, đúng chứ? Di Tôn nhìn hắn một cái, Diệp công tử biết cũng thật nhiều. Diệp Huyên tỏ ra nghi ngờ, các người đều là người cõi trên, tại sao không thể tha cho ta chứ? Di Tôn chắp tay, nghiêm túc nói, nếu Diệp công tử bằng lòng giao ra thư phòng, chính là có thể tha cho bản thân. Hắn cười, đạo lý lưu manh gì thế này? Nó là của ta, các người đã muốn cướp lấy nó mà còn ra vẻ như ta mới là người sai. Di Tôn khẽ nói, Diệp công tử à, rất nhiều lúc, sở hữu vật không tương xứng với thực lực của bản thân chính là tai họa. Diệp công tử đương nhiên rất mạnh, nhưng người chiếm lấy thư phòng, tương đương với trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Diệp Huyên cười đến là vui vẻ, đại sư, bây giờ ai cũng cho rằng thư phòng đang do vùng cực lạc nắm giữ cả. Di Tôn khẽ cong môi, họ không làm gì được chúng ta. Diệp Huyên, nếu có thêm thiên đạo ngũ duy thì sao? Di Tôn im bặt. Nếu là nàng ta thì có là vùng cực lạc cũng không trêu vào nổi. Diệp Huyên lại nói, đại sư hẳn cũng biết chuyện ở Tu Di Thần Quốc. Cô bé đến từ âm phủ đó cũng là bạn ta. Nếu thêm cả nàng thì sẽ thế nào? Di Tôn nhìn hắn, Diệp công tử muốn tuyên chiến với vùng cực lạc. Khóe môi nhếch lên, Diệp Huyên cười đến là phách lối, ông đoán không sai, ta muốn kêu gọi tất cả các cường giả độn nhất cảnh ở vũ trụ ngũ duy và đạo giới khai chiến với vùng cực lạc, không chết không thôi. Nói xong hắn, xoay người rời đi, bỗng nghe Di Tôn nói. Diệp công tử, thư phòng ấy rõ ràng nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên nháy mắt, ta càng nhằm vào vùng cực lạc, thế nhân sẽ càng cho rằng nó nằm trong tay các người. Di Tôn khẽ nói, theo ta được biết, vũ trụ ngũ duy vẫn còn ngũ duy kiếp. Diệp Huyên nhún vai, chiếm được vùng cực lạc rồi ta sẽ đưa toàn bộ sinh linh ngũ duy đến đó sống. Di Tôn cau mày, Diệp công tử nghiêm túc đấy sao? Diệp Huyên rời đi. Di Tôn bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chúng ta có thể bàn bạc thêm về điều kiện ngươi đưa ra trước đó. Thật ra ông ta không sợ Diệp Huyên, cũng không sợ đạo giới, chỉ sợ Mộ Niệm Niệm và Tam Sinh, đặc biệt là người trước. Trước kia, Văn Thiên Bồ Tát từng dẫn theo 18 vị La Hán Cổ và Liễu Sĩ Bạch đến vây công Mộ Niệm Niệm, nhưng sau đó bọn họ đều bỏ mạng. Cho dù là vùng cực lạc hay Tu Di Thần Quốc đều phải sợ một phép trước cái tên này. Vì vậy nên Di Tôn rất sợ Diệp Huyên sẽ kéo Mộ Niệm Niệm lẫn đạo Tam Sinh đến tấn công vùng cực lạc, khi ấy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyên cười cười, ta muốn vào vùng cực lạc. Di Tôn cau mày, để làm gì? Diệp Huyên chắp hai tay lại, khẽ thi lễ, không dám giấu gì đại sư, ta vẫn luôn ngưỡng mộ Phật Pháp, muốn được đến nghiên cứu tu tập ở quý giới để có thể nâng cao bản thân,
khiến tu vi Phật Pháp của mình tăng tiến hơn. Di Tôn nhìn hắn, xin công tử nói tiếng người cho. Diệp Huyên. Di Tôn hạ giọng nói, công tử có biết danh tiếng của ngươi khắp chư thiên vạn giới hiện nay là thế nào không? Không đợi hắn lên tiếng, ông ta đã nói, vô liêm sỉ, thâm độc, trơ cháo, không biết xấu hổ. Thế nhân đều gọi ngươi là kẻ vô liêm sỉ nhất tự cổ chí kim, ngươi có biết điều này không? Diệp Huyên chỉ cười, ta có trơ cháo vô sỉ đến đâu đi nữa cũng sẽ không đi cướp đồ của người khác. Di Tôn thầm than một tiếng, đổi sang chủ đề khác, Diệp công tử nói rằng thật sự muốn tu tập Phật Pháp, có phải vậy chăng? Diệp Huyên đáp đầy chân thành, ta thật lòng muốn tu tập Phật Pháp. Di Tôn chỉ lẳng lặng nhìn hắn, rõ ràng là không tin. Thế là Diệp Huyên lại nói, thôi được rồi, trừ Phật Pháp ra thì ta còn muốn học cả vạn Phật bất diệt thể nữa. Đôi mày Di Tôn nhăn lại, vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Di Tôn thấp giọng nói, Diệp công tử, việc này tuyệt đối không thể. Đó là phương pháp luyện thể chí cao vô thượng của Phật gia ta, trừ Phật gia đệ tử ra, không thể truyền cho người ngoài tu luyện. Diệp Huyên vội đáp, vậy ta bằng lòng gia nhập Phật gia. Khóe miệng giật giật, Di Tôn lắc đầu cười khổ, xin Diệp công tử hãy làm người đi. Lão Tăng là người đàng hoàng, người đừng dở những trò ba hoa lòe lẹt này trước mặt ta nữa. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, nhưng ta đã đạt đến linh minh kiến tính rồi. Chẳng lẽ không có tư cách gia nhập vùng cực lạc sao? Di Tôn hạ giọng, Diệp công tử đây nào có muốn tu tập Phật Pháp gì, mà chỉ muốn học được công pháp Phật gia ta thôi. Nếu Lão Tăng không đoán sai, người học xong rồi còn có thể dùng nó để tấn công đệ tử Phật gia ta, đúng chứ? Diệp Huyên, thật ra là niệm tỷ bảo ta đến đây. Di Tôn cau mày, thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ta nói vạn Phật bất diệt thể rất hợp để ta tu luyện, mới bảo ta đến tìm các người. Di Tôn, đó là công pháp của Phật gia ta. Diệp Huyên xòe tay ra, thư phòng cũng là của ta, nhưng các người cũng đến cướp đấy thôi. Di Tôn cứng họng. Diệp Huyên lại cười, không sao cả, nếu quý giới không muốn để ta tu tập thì ta đi tìm niệm tỷ, nhờ nàng ấy đích thân đến vùng cực lạc một chuyến thôi. Thấy hắn xoay đi. Di Tôn vội nói. Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyên nhìn ông ta, Di Tôn đại sư còn có chuyện gì? Di Tôn thấp giọng nói, quan hệ giữa ngươi và thiên đạo ngũ duy rốt cuộc là gì? Diệp Huyên xòe tay, gọi kiếm thiên đạo ra. Di Tôn nhìn thấy thì ngây ngẩn cả người, hồi sau mới khẽ nói, nàng ta lại đưa nó cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Di Tôn im lặng. Vào lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu, khiến ông ta nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử hãy theo ta. Thấy ông ta xoay người đi, Diệp Huyên nhìn về nơi cuối vũ trụ một cái rồi cũng cất bước đi theo. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng Diệp Chi Mệnh trong đầu, có chút kỳ quặc, người phải cẩn thận. Hắn gật đầu. Theo Di Tôn vào vùng cực lạc rồi. Diệp Huyên không khỏi sững người trong chốc lát khi nhận ra linh khí nơi này tinh khiết đến cỡ nào. Ít nhất là gấp 10 lần so với linh khí ở vũ trụ ngũ duy, còn hơn cả đạo giới và tu di thần quốc nữa. Đã vậy còn nồng đậm vô cùng, chỉ cần tu luyện ở đây thì có thể làm ít công to. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy những tòa cổ tự và bảo tháp lơ lửng giữa không trung, đang tản ra khí tức vô cùng hùng mạnh. Thực lực của vùng cực lạc chắc chắn nằm trên tu di thần quốc. Hắn bỗng nghe Di Tôn hỏi, Diệp công tử không sợ chúng ta ra tay với ngươi sao? Di Tôn cười, đại sư, sức mạnh của Đại Bồ Tát Văn Thiên ở mức nào tại vùng cực lạc? Di Tôn không đáp lời. Văn Thiên tuy là Bồ Tát nhưng lại là người đứng đầu trong các Bồ Tát, sở hữu sức mạnh còn cao hơn một vài vị đại Phật. Lời này của Diệp Huyên rõ ràng là đang uy hiếp. Ông ta bỗng nói. Diệp công tử, mộ cô nương cũng không phải vô địch. Diệp Huyên nhìn ông ta, nếu ta không đoán sai thì các người hiện đang rất cần thời gian, đúng không? Di Tôn không nói gì. Diệp Huyên, các người và tu di thần quốc muốn liên thủ sát hại niệm tỷ nhưng đã thất bại, vì thực lực của nàng ấy vượt xa những gì các ngươi dự đoán. Các người không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay nói đúng hơn là đang đợi ngũ duy kiếp đến.
Khi ấy, nếu Niệm tỷ muốn giúp đỡ vũ trụ ngũ duy thì sẽ thành cơ hội tuyệt hảo cho các ngươi ra tay. Hoặc có thể là các ngươi đang tìm sự giúp đỡ từ âm phủ. Bởi bên người ta có một cô bé xuất thân từ nơi đó, nhưng nàng có thù hận với âm phủ, nên các ngươi định bắt tay với chúng rồi lợi dụng chúng đối phó Niệm tỷ và ta, đúng chứ? Di Tôn chỉ nhìn hắn với vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã như sóng cuộn biển gầm. Diệp Huyên lại cười, xem ra ta đoán đúng rồi, phải không đại sư? Di Tôn chỉ chắp tay lại, Diệp công tử có biết rằng, người gây họa thế này, cuối cùng không chỉ tự hại mình mà còn hại cả mộ cô nương kia. Vì theo ta được biết, thân thể nàng ta hiện nay không được tốt lắm. Diệp Huyên nhìn ông ta, đại sư, ta đây chỉ sống đời thành thật, các người có chịu buông tha cho ta không? Di Tôn khẽ cau mày, vậy Diệp công tử vì sao không chịu từ bỏ thư phòng? Diệp Huyên cười, ta nhìn chúng vùng cực lạc, xin hỏi các vị có bằng lòng giao nó cho ta không? Di Tôn không nói. Diệp Huyên, ta không quan tâm thư phòng, càng không quan tâm đạo kinh. Nhưng ta biết nếu đưa nó cho các người cũng sẽ không chịu bỏ qua cho ta, bởi vì các người xem ta là mối họa, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể an tâm, đúng chứ? Di Tôn không đáp. Di Tôn tiếp tục, hơn nữa, hôm nay các người muốn thư phòng của ta, bắt Diệp Huyên ta phải cho các người. Ngày sau nếu các người muốn nữ nhân của ta thì sao? Chẳng lẽ ta cũng phải cho? Nói rồi, hắn khẽ cười, nhịn một chút không có nghĩa là trời yên biển lặng, lùi một bước sẽ chỉ khiến kẻ địch càng được nước lấn tới. Lùi một bước ư? Diệp Huyên biết hắn không có lựa chọn này. Cho dù có giao thư phòng ra, họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Với hắn mà nói, điều cần làm hiện nay là không ngừng đề cao sức mạnh của bản thân lẫn của vũ trụ ngũ duy. Sức mạnh đứng trên tất cả, không có thì hết thảy chỉ là mây bay. Câu nói này của tiên tri đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng hắn. Vì sao cô gái váy trắng có thể chặt đứt nhân quả của bản thân? Vì nàng có đủ sức mạnh, khiến không nhân quả nào dám bám vào người. Khi thực lực bản thân đạt đến một trình độ nhất định, cho dù là nguyên nhân tai ách cũng có thể kết thành thiện quả. Di Tôn không nói gì nữa, bởi ông ta biết vùng cực lạc đã không thể giảng hòa cùng Diệp Huyên. Thứ họ cần nhất hiện nay là thời gian, bởi uy hiếp lớn nhất với họ không phải là Diệp Huyên, mà là mộ Niệm Niệm và đạo Tam Sinh. Không ai có thể chịu nổi sự trả thù của hai người kia. Vì vậy họ sẽ không đụng đến Diệp Huyên chừng nào còn chưa giải quyết được hai cô gái ấy. Biết được điều này, Diệp Huyên mới dám đặt chân đến vùng cực lạc. Một hồi sau, Di Tôn đưa hắn đi vào Phật Điện, bên trong có một vài tăng nhân đang niệm kinh. Diệp Huyên nhìn khắp một vòng, thấy ai nấy cũng mạnh mẽ như nhau. Di Tôn, không phải Diệp công tử từng nói yêu thích Phật Pháp sao? Nơi đây có 360.000 quyển kinh thư. Đều là kinh pháp đại thừa, ngươi có thể tùy ý đọc. Diệp Huyên hỏi, vậy còn vạn Phật bất diệt thể thì sao? Di Tôn cười, Diệp công tử có biết muốn tu tập vạn Phật bất diệt thể thì cần có gì không? Cần tu vi Phật Pháp vô cùng cao thâm. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh bỗng nói, ông ta không lừa ngươi, mà là đang muốn dùng kinh thư này để lôi kéo ngươi. Diệp Huyên gật đầu, thầm nói, ta biết. Diệp Chi Mệnh, không sao cả, mục đích thật sự của chúng ta chính là những kinh thư này. Diệp Huyên nói với Di Tôn, vậy ta sẽ học tập kinh thư này trước. Ông ta chắp tay lại, Diệp công tử chậm rãi. Sau đó ông ta lui ra. Giọng Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu tử đừng xem thường những kinh thư này, chúng đều là chí bảo được tạo thành từ trí tuệ của tiền nhân, nếu ngươi có thể hiểu hết thì sẽ giúp ích cực kỳ nhiều. Diệp Huyên nói, nhiều quá. Diệp Chi Mệnh, ngươi chỉ cần đọc là được, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đi đến kệ sách rồi lấy một quyển kinh Phật ra. Hắn đã có khả năng nhìn một lần là có thể nhớ mãi, nhưng vẫn không hiểu rất nhiều chỗ. Cũng may có Diệp Chi Mệnh ở đây. Hắn chỉ việc đọc, nàng ta sẽ giải thích cặn kẽ những chỗ quan trọng và nội dung chính bên trong. Kinh văn quả thật rất hữu dụng. Một ít lý luận Phật Pháp trong đó khiến hắn cũng phải gật gù cảm thấy có lý. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là Diệp Chi Mệnh. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái.
nàng ta chỉ cần nhìn một lần là có thể hiểu hết kinh Phật, lại còn có thể phản bác lại một vài điểm trong đó. Diệp Huyên bỗng ngộ ra, không được phép xem thường bất kỳ một người phụ nữ nào. Từ Thanh Thành cho đến nay, những người phụ nữ hắn gặp phải đều đáng sợ cả. Chấm chấm chấm. Rời khỏi điện Phật rồi, Di Tôn đi vào một đám mây, nơi có một tăng nhân đang ngồi xếp bằng đưa lưng về phía ông ta, hình dáng như thật như ảo, hư vô mờ mịt. Di Tôn chắp tay, khẽ thi lễ. Phật Tổ Nam Vô. Vị này chính là Phật Tổ Nam Vô của vùng Cực Lạc, cũng là người chủ quản nơi này. Ông khẽ cất tiếng, mộ cô nương kia đã thật sự chứng đạo. Di Tôn chắp tay lại, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không khỏi rúng động. Chứng đạo cảnh chân chính. Vùng Cực Lạc đã từng có, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vị Phật Tổ trước mắt này tuy cũng đã đạt đến chứng đạo cảnh nhưng chỉ là giả mà thôi, chênh lệch rất lớn với mộ Niệm Niệm. Nam Vô, ta sẽ đi âm phủ một chuyến. Di Tôn nhìn sang, thấy ông ta chắp tay lại, trong lúc ấy, chớ ra tay với vị Diệp công tử này. Dứt lời, thân hình Nam Vô mờ đi, như hóa thành một làn khói xanh biến mất theo gió. Chấm chấm chấm. Tu Di Thần Quốc. Sâu trong một ngọn núi lớn nọ, có mấy chục người đang lẳng lặng đứng chờ trước một sơn động. Bọn họ là cường giả thuộc Hoàng Thất Tu Di Thần Quốc. Không biết qua bao lâu sau, cửa đá sơn động bỗng nứt ra, để một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nhìn thấy ông ta, dòng máu chảy trong những người khác bỗng chốc sôi trào. Đây chính là tổ tiên của Tu Di Thần Quốc Nam Sở. Ông ta nhìn thân thể mình một lượt, khẽ nói, phương pháp đoạt xá này có quá nhiều tệ đoan. Trên lý thuyết thì ông ta không thể nào sống lâu đến vậy, nhưng đã sử dụng phương pháp cưỡng ép đoạt xá này để linh hồn mình tiếp tục sinh tồn. Nhưng bởi vì đại đạo không cho phép phương pháp này tồn tại, nên sức mạnh ông ta hiện nay còn không bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao của mình, tuy nhiên vẫn đủ để là cường giả cao cấp ở nơi này. Tuy nhiên, vấn đề Nam Sở đang phải đối mặt là phải tìm cách tu luyện ra thân xác của mình, bằng không một khi thân xác hiện tại vỡ nát, linh hồn ông ta sẽ bị đất trời xóa sổ. Người càng mạnh, càng không thể đoạt xá, vì đại đạo không cho phép. Bằng không thì khi cường giả thời xưa tu luyện đến cuối đời, đoạt xá rồi lại bắt đầu tu luyện, thì thế giới sẽ rối loạn đến cỡ nào. Thật ra thì vào rất lâu trước kia, đoạt xá là chuyện bất khả thi, một khi làm vậy sẽ bị đạo tắc luân hồi trong đất trời tiêu diệt. Tiếc rằng đại đạo đã sụp đổ, trật tự không còn, vô số yêu ma quỷ quái tràn ra. Nhưng phương pháp đoạt xá này có một tệ đoan rất lớn, bởi vì thân xác này không thuộc về Nam Sở, vì vậy độ dung hợp giữa nó và linh hồn có vấn đề. Mà Nam Sở cũng không thể dùng linh hồn luyện ra một thân xác mới, bởi linh hồn ông ta cũng không hoàn chỉnh. Nghiêm túc mà nói, thì Nam Sở đã không còn là Nam Sở ban đầu nữa. Ông ta ngẩng đầu nhìn về chân trời, khẽ nói, ta sẽ đến âm phủ một chuyến. Đối với vấn đề nghiêm trọng này, cách duy nhất để thay đổi nó chính là đạo kinh. Nhưng Nam Sở biết mộ Niệm Niệm và đạo Tam Sinh kinh khủng đến mức nào, một mình ông ta không thể chống lại, vì vậy phải đi tìm viện binh. Ông ta nhìn những cường giả Tu Di Thần Quốc khác, trước khi ta trở về, các ngươi chớ có trêu vào Vũ Trụ Ngũ Duy và tên Diệp Huyên kia. Sau đó, Nam Sở biến mất. Chấm chấm chấm. Ở một vùng đất hư vô nào đó, Nam Sở gặp được Phật Tổ Nam Vô của vùng Cực Lạc một cuộc gặp mặt không hề tình cờ. Khi họ sóng vai dạo bước, Nam Sở cười nói. Đại sư nói xem mộ cô nương kia đã làm thế nào để đạt tới chứng đạo cảnh chân chính. Nam Vô im lặng. Ông ta cũng luôn ôm lòng hoài nghi về vấn đề này. Nàng ta đã làm cách nào? Nam Sở, hay là nàng ta đã đọc được đạo kinh? Đạo kinh ư? Nam Vô thấp giọng đáp, không phải không có khả năng. Khi tiên tri đến Vũ Trụ Ngũ Duy có thể đã cho nàng ta xem. Nam Sở nheo mắt, vậy là Diệp Huyên kia có thể cũng đã xem qua. Nam Vô chắp tay lại, việc này thì phải xem mộ cô nương có bằng lòng cho hắn không. Nam Sở cười, đại sư cho rằng mộ cô nương đáng sợ hơn, hay Diệp Huyên đáng sợ hơn. Nam Vô nhìn ông ta, ông muốn nói gì?
Nam Sở nhẹ giọng, trên người Diệp Huyên có nguyên nhân tai ách, nhưng hắn vẫn sống cho đến ngày nay. Theo ta được biết, sau lưng hắn dường như còn có một cô gái váy trắng. Ta từng phái người đi thăm dò, chỉ biết nàng ta đã biến mất khỏi đạo giới, không biết đi nơi nào. E rằng người này chính là một biến số. Nghe cô gái váy trắng được nhắc đến, Nam Vô không nói gì. Thực lực của nàng ta vẫn luôn là một dấu chấm hỏi với họ. Họ chỉ biết nàng ta trước giờ chỉ cần dùng một kiếm duy nhất là có thể giết người, còn đạt đến trình độ nào thì không ai biết. Có lẽ Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm biết, nhưng liệu họ sẽ nói ra sao? Nam Sở lại nói, đại sư, ý ta là đối thủ lần này của chúng ta vô cùng bất thường. Khoan nói đến Mộ Niệm Niệm, ngay cả Diệp Huyên cũng không thể xem thường. Thực lực hắn thế này khoan bàn đến, nhưng người đứng sau hắn thật sự đáng sợ vô cùng, đặc biệt là cô gái váy trắng kia, chúng ta không được phép khinh thường. Ta cảm thấy nàng ta có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội cho chúng ta một kích chí mạng. Nam Vô cau mày, trong bóng tối ư? Nam Sở gật đầu, nếu người này được gọi là người hộ đạo của Diệp Huyên, vậy vì sao cho đến nay vẫn không xuất hiện? Chỉ có thể là vì nàng ta đang bảo vệ hắn trong bóng tối. Nếu Diệp Huyên gặp nguy, nàng ta sẽ xuất hiện. Chúng ta biết rất ít về người này, chỉ cần có một chút suy đoán sai lầm về thực lực nàng ta, e rằng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ông ta nhìn Nam Vô, theo ta được biết, đại sư thiện về thuật thôi diễn, không bằng ông tính thử xem lai lịch của nàng ta thế nào. Nam Vô im lặng trong giây lát rồi mở tay phải ra. Hai đồng tiền xuất hiện. Ông ta khẽ tung lên, sau để chúng rơi xuống đất. Nam Vô cúi đầu nhìn đồng tiền, sau đó không gian bốn phía bỗng chấn động, hai đồng tiền lặng lẽ bốc hơi. Thấy Nam Vô cau mày, Nam Sở hỏi. Thế nào? Nam Vô nhìn bốn phía, nói, không thôi diễn được. Vì sao? Có hai cách giải thích. Thứ nhất, đối phương đã lợi dụng gì đó để né tránh thiên cơ. Thứ hai, đối phương đã đạt đến chứng đạo cảnh, bản thân đã hòa vào cùng đại đạo. Nam Sở hạ giọng, xem ra nàng ta đã chứng đạo. Nam Vô gật đầu, hẳn là vậy. Tận hai vị cường giả chứng đạo cảnh. Sau một hồi im lặng, Nam Sở nói, xem ra phải nghĩ cách đối phó cô gái váy trắng này. Ông ta nhìn về chân trời, lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối không thể chống lại họ, vì vậy phải mượn thế lực từ âm phủ. Cô gái váy trắng kia là người hộ đạo của Diệp Huyên, lại tránh mặt trong bóng tối, phải tìm cách để cường giả âm phủ tiêu diệt nàng ta trước. Âm phủ. Nam Sở và Nam Vô đồng loạt tăng tốc, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi xa. Chấm chấm chấm. Ở một vùng nào đó trong vũ trụ ngũ duy, Mộ Niệm Niệm đang nướng cá, đối diện nàng ta là đạo tam sinh. Cô bé nhìn con cá, hỏi cô thấy thế nào về kế hoạch tấn công âm phủ của ta? Trong kế hoạch đó, sự hiện diện của người trước mặt là không thể thiếu. Bởi theo đạo tam sinh, chỉ có Mộ Niệm Niệm mới có thể đánh ngang tay với người đứng đầu âm phủ. Mộ Niệm Niệm cười hỏi, vì sao lại muốn tấn công? Đạo tam sinh lạnh nhạt đáp, ta chướng mắt chúng. Mộ Niệm Niệm, năm ấy ngươi từng bị nhốt ở âm phủ, đúng không? Thấy đối phương im lặng, nàng ta lại nói. Nhóc con! Ngươi là một người đặc biệt, có thể đạt được cơ may hôm nay đã là không dễ. Ta khuyên ngươi, làm việc phải cẩn thận. Đạo tam sinh khẽ cau mày, cô không muốn tấn công âm phủ cùng chúng ta. Mộ Niệm Niệm cười, ta cho ngươi biết, chỉ có một cách duy nhất để tiêu diệt âm phủ mà thôi. Là gì? Đạo tam sinh vội hỏi. Mộ Niệm Niệm, chủ nhân của thanh kiếm trong tháp có thể làm được. Đạo tam sinh hạ giọng, ta biết. Ta đã nói với Tiểu Huyên Tử, khi nào đánh vào âm phủ thì hắn sẽ gọi người đó ra. Cô bé nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu có thêm cô, chúng ta chắc chắn có thể diệt âm phủ. Mộ Niệm Niệm chỉ lắc đầu cười, ta bận lắm. Đạo tam sinh còn muốn nói gì đó thì bị nàng ta ngắt lời, ta cho rằng việc này không thể hấp tấp. Ngươi xem, vũ trụ ngũ duy còn lắm chuyện phiền toái, còn vô số kẻ thù. Nếu chúng ta tấn công âm phủ ngay lúc này thì chẳng phải là hai mặt thọ địch hay sao? Đạo tam sinh gật đầu, ta biết. Mộ Niệm Niệm, vì vậy chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt rồi mới tính đến chuyện sau đó, ngươi thấy thế nào?
Đạo Tam Sinh im lặng. Mộ Niệm Niệm lại nói, việc ngươi phải làm hiện nay là giúp hắn giải quyết những việc đang xảy ra. Đạo Tam Sinh bỗng nói, ta có một người bạn ở âm phủ, ta muốn cứu nàng. Mộ Niệm Niệm nhìn cô bé, vậy ngươi cứ đi theo hắn, hắn sẽ cứu bạn ngươi ra. Đạo Tam Sinh gật đầu, ta biết, chủ nhân của thanh kiếm nằm trong tòa tháp của hắn rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn chủ nhân ta trước kia. Cô bé thoáng dừng lại, đoạn nhìn Mộ Niệm Niệm, cô cũng mạnh, rất mạnh. Mộ Niệm Niệm chỉ cười khúc khích mà không đáp. Đạo Tam Sinh đứng dậy rời đi, nhưng chỉ được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nói, cô sắp chết rồi, đúng không? Mộ Niệm Niệm tròn mắt nhìn lại, sao lại thế được? Đạo Tam Sinh khẽ cau mày, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Mộ Niệm Niệm cười, đúng vậy, chắc chắn là sai rồi. Đạo Tam Sinh chỉ thấp giọng thở dài rồi rời đi, còn lại trong vũ trụ, Mộ Niệm Niệm xòe tay ra. Nhìn thấy trong lòng bàn tay lại có thêm một vệt máu nhàn nhạt. Tổng cộng đã có 3 vệt. Nàng ta lắc đầu khẽ cười, sau đó nghe giọng Linh Nhi vang lên, Chúng ta đi đi, không cần quan tâm vũ trụ ngũ duy nữa, cũng không quan tâm tên Diệp xấu xa kia nữa. Mộ Niệm Niệm chỉ nhìn khắp bốn phía, cười đáp, đất trời nơi này đã nuôi dưỡng ta từ ngày ta ra đời. Linh Nhi à, mỗi người đều có ước mơ khát vọng, ta cũng vậy. Ta ước có thể chăm sóc vũ trụ này thật tốt, trông nom cho trăng, sao, mặt trời của thế hệ này. Nếu như ta cũng buông tay, thì họ sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Linh Nhi, nhưng nếu sau này Diệp xấu xa đối xử với nơi này không tốt thì sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Khóe môi Mộ Niệm Niệm cong lên, thì ta có thành quỷ cũng không tha cho hắn. Vùng cực lạc. Sau khi đưa Diệp Huyên vào điện Phật rồi, Di Tôn không chú ý đến hắn nữa. Dẫu sao bên trong cũng chỉ có một ít kinh Phật, hắn có trộm đi cũng không sao. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên mỗi ngày đều chăm chú nghiên cứu kinh Phật, đổi lại được rất nhiều lợi ích. Tuy thực lực hắn không tăng lên nhưng tu vi Phật đạo lại không ngừng tăng vụt, và đó là hắn đã đạt đến linh minh kiến tính rồi. Nhưng hắn không tìm thấy đạo kinh trong này. Vào giờ phút này, chỉ có một mình trong điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, buông quyển kinh trong tay xuống, nói. Diệp cô nương, quyển kinh Phật này nói chúng sinh bình đẳng. Cô thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, Diệp Chi Mệnh đáp, không thực tế. Diệp Huyên gật gù, ta cũng thấy vậy. Diệp Chi Mệnh, có phải ngươi còn cảm thấy nực cười không? Diệp Huyên nhếch môi, có một chút. Diệp Chi Mệnh, những lời này tuy không thực tế, nhưng không hề nực cười chút nào. Đây là một lý niệm của Phật gia, xuất phát từ ý tưởng nhân từ của một vị cao tăng. Suy nghĩ ấy rất đáng kính, tiếc rằng lại bất khả thi. Diệp Huyên im lặng, lại nghe Diệp Chi Mệnh nói. Người thường không thể tu luyện Phật học này, bằng không sẽ rất dễ tu thành ma. Diệp Huyên lắc đầu, ta lại cảm thấy, Phật chính là ma, ma chính là Phật. Diệp Chi Mệnh, vì sao lại nói vậy? Hắn hạ giọng, Phật với ma, thật ra đều chỉ khác nhau ở một ý niệm mà thôi. Diệp Chi Mệnh không nói gì. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tượng Phật vàng óng trước mặt, cười nói, tự như lúc này vậy, có Phật nào lại đi cướp đoạt đồ vật của người khác không? Ta vẫn luôn không hiểu vì sao họ có thể làm vậy mà không thấy xấu hổ. Không phải hành vi ấy đã đi ngược lại Phật pháp của họ sao? Diệp Chi Mệnh, chính vì vậy nên vùng cực lạc ngày nay mới không có cường giả chân chính. Diệp Huyên tò mò, vậy có nghĩa là từng có. Diệp Chi Mệnh, đúng, hơn nữa còn rất nhiều. Vùng cực lạc khi ấy, nhân tài như mây, lại còn là những cao tăng đắc đạo. Nhưng sự kiện năm ấy đã ảnh hưởng quá nặng nề, mà những đại hòa thượng bây giờ. Nếu ta đoán không sai thì họ đang muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn. Người phải hiểu bọn họ tu đạo trước. Tu Phật sau, hay nói cách khác là mục đích sau cùng khi tu Phật đạo của họ cũng là trường sinh và đại đạo. Vừa nghe xong, Diệp Huyên đã hiểu rõ. Tu Phật còn không phải là tu cách trường sinh hay sao? Diệp Chi Mệnh lại nói, đọc tiếp đi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, lại hỏi, Diệp cô nương này, ta thấy cô cũng uyên bác tinh thâm lắm. Niệm Niệm nói nàng đạt đến độn nhất chân chính cũng là nhờ đọc sách,
cô cho rằng nàng nói đúng không? Diệp Chi Mệnh, đúng. Diệp Huyên, vì sao? Diệp Chi Mệnh, không hiểu rõ thế giới, sao có thể hiểu đạo? Không hiểu đạo, sao có thể thành đạo? Nàng ta mới thật sự là người thấu hiểu đại đạo, còn ngươi tuy cũng là độn nhất chân chính nhưng lại kém nàng ta xa lắm. Ý của ta là, độn nhất của hai ngươi không giống nhau. Diệp Huyên khẽ cau mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh, nàng ta từng bước rời khỏi đại đạo, còn ngươi là đang ăn gian mà đi, tất nhiên phải có sự khác biệt rồi. Vì vậy ta đề nghị ngươi nên tập trung nghiên cứu về đạo, củng cố cảnh giới cho tốt, để độn nhất của mình càng vững chắc hơn. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết Diệp Chi Mệnh nói đúng, bởi cho đến nay, hắn vẫn còn quá mơ hồ về cái gọi là đại đạo. Đơn giản mà nói thì độn nhất cảnh của hắn tuy cao hơn ngụy độn nhất nhưng vẫn có phần giả tạo. Diệp Chi Mệnh nói, đọc kinh thư tiếp đi. Diệp Huyên gật đầu, nhặt quyển kinh trước mặt lên. Trong thời gian này, hắn và Diệp Chi Mệnh sẽ thảo luận về Phật Pháp, có lúc cãi nhau to, nhưng người thua cuộc cuối cùng luôn là Diệp Huyên. Dần ra, hắn bắt đầu sinh lòng bội phục người con gái này. Nàng ta quả thật là tinh thông uyên bác. Gần như không gì không biết. Đến nỗi hắn còn tò mò rốt cuộc là nàng ta hay Mộ Niệm Niệm mới hiểu biết nhiều hơn. Ngoài điện Phật, Di Tôn lẳng lặng đứng. Tuy không đi vào nhưng ông ta biết Diệp Huyên mấy ngày nay vẫn đang chăm chỉ đọc kinh Phật. Đây mới là điều khiến ông ta khó hiểu. Chẳng lẽ cái tên gian xảo ấy thật sự có hứng thú với kinh văn Phật gia? Không đúng lắm. Mục đích của hắn khi đến đây chắc chắn không phải để đọc kinh Phật. Trực giác của Di Tôn nói rằng tốt nhất nên đuổi cổ Diệp Huyên đi, nhưng ông ta biết mình không làm được. Với Mộ Niệm Niệm và đạo tam sinh chống lưng, hắn đã gần như coi trời bằng vung rồi. Chỉ có thể chờ mà thôi. Di Tôn thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên ngoài vùng cực lạc, nhóm Khương Vũ cũng đang chờ đợi. Lý Thanh đứng bên Khương Vũ bỗng nói, ông thật sự tin rằng hắn ta vào đó là vì đạo kinh sao? Khương Vũ dõi mắt nhìn về cuối vũ trụ, Lý Thanh cô nương có phải tự cho rằng mình rất thông minh không? Lý Thanh cau mày, ông có ý gì? Khương Vũ khẽ cười, đạo thôn của cô nương so với vũ trụ ngũ duy thì như thế nào? Lý Thanh không đáp. Trước kia, đạo thôn chắc chắn có thể nghiền nát ngũ duy. Nhưng bây giờ, chỉ một ngũ duy là có thể bóp nát 10 đạo thôn. Khương Vũ lại hỏi, vậy đạo thôn so với vùng cực lạc và tu di thần quốc lại thế nào? Lý Thanh cau mày. Đương nhiên là kém hơn cả hai rồi. Khương Vũ nhìn nàng ta, nếu đã không bằng ngũ duy, lại càng không bằng vùng cực lạc và tu di thần quốc, thì Lý cô nương có tư cách gì mà đi tranh đạo kinh với họ? Lý Thanh quay sang, ông có ý gì? Khương Vũ cười, không gì cả, chỉ muốn cho cô nương biết một điều. Đây là trận chiến giữa vũ trụ ngũ duy, vùng cực lạc và tu di thần quốc, còn chúng ta thì không có tư cách nhúng tay vào. Chúng ta chỉ có hai con đường, một là hoàn toàn từ bỏ đạo kinh, không tham dự tranh đấu, rút về ở ẩn, không quan tâm thế sự, hai là chọn một phe. Từ sau khi giáo hoàng bỏ mạng, ông ta đã nghĩ thông suốt được rất nhiều việc. Trong đó bao gồm việc đạo giới không có khả năng tranh giành đạo kinh. Lý Thanh im lặng. Khương Vũ khẽ nói, không tranh thì không cam, nên ta lựa chọn tìm phe phái. Diệp công tử tuy xảo trá âm hiểm nhưng lại đối xử tốt với người bên mình, ta chọn hắn. Lý Thanh nhìn ông ta, vì sao không chọn vùng cực lạc hay tu di thần quốc? Khương Vũ cười, vì Diệp công tử và Mộ cô nương có thừa gian xảo. Một nguyên nhân khác là vì Diệp công tử dường như có khá nhiều chỗ dựa. Chúng ta theo hắn, đồng nghĩa với cũng có chỗ dựa theo, không phải sao? Lý Thanh. Nói Lý Thanh không khiếp sợ là giả, bởi nàng ta không ngờ Khương Vũ vẫn luôn giả ngu tài tình đến vậy. Thì ra Khương các chủ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Quả vậy, cho dù là đạo thôn hay tiên các thì đều đã không còn tư cách tranh giành đạo kinh nữa. Bởi vũ trụ ngũ duy và vùng cực lạc đều không phải là những thế lực mà đạo giới họ có thể chống lại. Nhưng theo Khương Vũ nói, không tranh thì lại không cam lòng, nhưng nếu muốn tranh, họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là gia nhập vào một thế lực.
Lựa chọn của Khương Vũ là Diệp Huyên. Ông ta bỗng cất giọng, chúng ta sẽ không ép buộc Lý cô nương phải theo Diệp công tử như chúng ta, tự cô lựa chọn đi. Thấy nàng ta im lặng, Khương Vũ lại nói. Nếu đạo thôn muốn tranh đoạt đạo kinh, chúng ta cũng sẽ không cản trở. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn chân trời, khe khẽ nói, trước kia là đối thủ, nay lại là đồng bạn. Nàng ta lắc đầu cười, thật là thú vị. Khương Vũ không nói gì. Khi kẻ địch quá mạnh mẽ, đến mức không thể chống lại, thì biện pháp tốt nhất là gì? Là nhờ cậy, gia nhập với đối phương. Ít nhất thì với đạo giới mà nói, nếu không từ bỏ đạo kinh thì đây là lựa chọn duy nhất, nhưng họ lại không muốn từ bỏ. Trước kia là vì họ cảm thấy đạo giới có khả năng tranh chấp một phen, nhưng Khương Vũ giờ đây đã biết rõ bọn họ hoàn toàn không có năng lực đó. Ông ta cũng không cam lòng, nhưng còn cách nào khác đâu. Sau một hồi lẳng lặng, Lý Thanh rời đi. Bản thân nàng ta không thể đưa ra quyết định mà còn phải xem đạo thôn muốn làm gì. Và nàng ta cũng biết, đạo thôn sẽ khoanh tay đứng nhìn, lặng thầm chờ đợi. Trước khi xác định Diệp Huyên có hợp tác với vùng cực lạc hay không, việc chọn phe vẫn còn quá nhiều nguy hiểm. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Hôm ấy, một tiếng kiếm minh bỗng réo rắt vang lên khắp Đại Hoang Quốc. Tiếp theo đó, một cô gái xuất hiện nơi chân trời. Chính là người đã bế quan lâu ngày, A-La. Nàng ta đã đạt đến cảnh giới độn nhất cảnh chân chính. A-La vung tay lên, luồng sức mạnh khổng lồ bốn phía lập tức tan biến. Sở dĩ nàng ta có thể đạt đến cảnh giới này chính là nhờ quyển đạo kinh mà Diệp Chi Mệnh và Diệp Huyên đưa cho. Gần như cùng lúc, lại một tiếng kiếm minh vang lên ở một vùng không gian khác, đi kèm tiếng xé rách đinh tai nhức óc. Là A Tửu và Tư Đồ cùng nhau xuất quan. Trong vũ trụ, A Tửu đang uống rượu đến là phóng khoáng. Tư Đồ đi đến trước mặt nàng ta, hỏi, đi chứ? A Tửu bỗng rút kiếm chỉ vào nàng ta, người còn lương tâm hay không? Thấy đối phương im lặng, A Tửu lạnh lùng hỏi. Vì sao chúng ta có thể đạt cảnh giới này? Vì hắn không cầu tư lợi. Ngươi lại muốn rời đi ngay khi vũ trụ này sắp gặp phải ngũ duy kiếp lẫn nhân họa, lương tâm bị đau nuốt mất rồi à? Thấy A Tửu xoay người rời đi, Tư Đồ cả giận quát. Thứ đàn bà ngu ngốc, ngươi có biết ở lại đây có thể sẽ chết hay không? A Tửu xoay lại nhìn nàng ta, trước kia, hắn nợ chúng ta. Bây giờ, chúng ta nợ hắn. Không có hắn. Ngươi định đạt đến độn nhất cảnh chân chính bằng cách nào? Tu luyện thêm 100 năm nữa sao? Nói xong, nàng ta biến mất ở cuối chân trời, để lại một mình Tư Đồ lẳng lặng suy tư. Thiên phú nàng ta tất nhiên không thấp, nhưng nếu không nhờ Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh chỉ điểm, e rằng 100 năm cũng không đủ để đột phá đến độn nhất cảnh. A Tửu nói đúng, hiện nay là họ nợ ân tình của Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Trong một tiểu viện nọ, cánh cửa phòng chợt bật mở, để một cô gái bước ra. Chính là An Lan Tú. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không gian quanh người dần chấn động. Sau đó, khi không gian trở lại bình thường, nàng nhìn sang một gian phòng khác, nơi cũng có một cô gái đang bước ra. Liên Vạn Lý. Nàng ta nói với An Lan Tú, đánh một trận chứ. An Lan Tú gật đầu. Cả hai đồng thời biến mất. Chấm chấm chấm. Trong một tiểu viện khác, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn An Lan Tú và Liên Vạn Lý biến mất nơi chân trời, không biết đang nghĩ gì. Thật ra thì nàng ta mới là người đầu tiên đạt đến độn nhất cảnh chân chính cơ. Chấm chấm chấm. Vũ trụ tứ duy, sinh mệnh cấm khu. Trên đỉnh núi, Giản Tự Tại vốn đang ngồi xếp bằng bỗng đứng phắt dậy. Nàng ta hít một hơi thật sâu. Đoạn nhẹ nhàng vung tay. Chỉ trong phút chốc, đất trời trở nên mờ ảo. Giản Tự Tại cũng đã đạt đến độn nhất cảnh chân chính. Lúc này, cấm chủ xuất hiện. Giản Tự Tại cười hỏi, hắn thế nào rồi? Cấm chủ không đáp. Giản Tự Tại, đối thủ của ta là kẻ thù hiện tại của hắn sao? Cấm chủ do dự một phen, đáp kẻ thù của hắn đã trở nên mạnh hơn. Thấy sắc mặt nàng ta đanh lại. Ông ta khẽ nói. Tình hình của ngũ duy càng lúc càng xấu đi.
Giản Tự Tại cau mày, nghĩa là thế nào? Cấm chủ ngẩng đầu, người có biết vì sao vũ trụ ngũ duy vẫn còn tồn tại sau vô số lần ngũ duy kiếp không? Giản Tự Tại hạ giọng, người muốn gì cứ nói thẳng. Cấm chủ gật đầu, bởi vì có thiên đạo ngũ duy. Tiền bối từng đánh giá nàng ta bằng một câu. Người đàn ông áo xanh ư. Giản Tự Tại, câu gì? Cấm chủ, thanh kiếm thứ tư của nhân gian. Giản Tự Tại, ba thanh khác chính là ba người trên đỉnh tháp. Cấm chủ gật đầu. Giản Tự Tại rơi vào im lặng. Lời nhận xét này đáng sợ cực kỳ. Cấm chủ lại nói, nàng ta lựa chọn Diệp công tử. Thật ra thì thực lực của nàng ta đã vô cùng kinh khủng rồi, nếu không phải bị kềm chế thì. Đừng nói âm phủ, cho dù là bà xa giới hay đạo đình trong truyền thuyết nơi đạo chủng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Giản Tự Tại cau mày, đạo chủng, đạo đình. Cấm chủ nói, đó là hai nơi cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là đạo chủng, nơi mai táng một vài. Bỗng nhiên, không gian quanh ông ta chấn động kịch liệt. Quỳnh một tiếng, cấm chủ đã lập tức lùi lại hơn nghìn trượng. Giản Tự Tại nheo mắt, nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy ai. Cấm chủ ở nơi xa lau đi vết máu nơi khóe môi, khẽ than, đáng sợ thật. Giản Tự Tại, vì sao không thể nói? Cấm chủ lắc đầu, vì đối phương rất mạnh. Giản Tự Tại cau mày, cô gái váy trắng cũng mạnh đấy thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể nói về nàng ta bình thường. Cấm chủ, khác nhau. Giản Tự Tại, khác chỗ nào? Cấm chủ, không thể nói. Ngoại trừ đối phương quá mạnh ra thì còn liên quan đến một đại đạo có dính dáng đến chúng ta. Giản Tự Tại lẳng lặng nhìn, chờ đối phương nói tiếp. Chỉ nghe cấm chủ thấp giọng nói, có câu, không thể nói, không thể gọi. Giản Tự Tại nhìn về cuối chân trời, vũ trụ này thú vị thật. À phải, ban nãy người nói cô gái của vũ trụ ngũ duy kia bị kềm chế. Bởi thứ gì, đạo chủng ư? Cấm chủ lắc đầu, bởi chính bản thân nàng ta. Giản Tự Tại, mà đệ đệ ta là người được nàng ta nhìn chúng. Cấm chủ gật đầu, phải. Giản Tự Tại hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười, lâu lắm rồi không gặp hắn, đi thôi. Dứt lời, nàng ta đã biến mất, để lại cấm chủ đứng lặng im một hồi mới thốt lên. Tiền bối à, bản lĩnh gây họa của hậu duệ ngài là học từ ai vậy? Thật sự là gây họa lớn rồi. Chấm chấm chấm. Vùng cực lạc. Diệp Huyên với tay lấy quyển kinh văn kế tiếp, cười nói, thú vị thật sự. Diệp Chi Mệnh, kinh Phật này cũng có ẩn chứa một ít chân lý về đại đạo. Hắn gật đầu, mấy ngày này ta đã thu hoạch được rất nhiều. Diệp Chi Mệnh, tu vi Phật đạo của ngươi đã tăng tiến thêm nhiều lần so với trước kia. Diệp Huyên cười, Diệp cô nương đã phát hiện quyển đạo kinh kia chưa? Thấy nàng ta im lặng, hắn lắc đầu cười cười, bỗng nghe Diệp Chi Mệnh nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Diệp Huyên gật đầu, nhưng chắc chắn không bằng cô nương. Diệp Chi Mệnh, nói thử nghe xem. Diệp Huyên hạ giọng, số mệnh, tức số và mệnh, ý chỉ một loại khuôn mẫu mà sự vật diễn ra bởi sự kết hợp giữa định số và biến số. Diệp Chi Mệnh, còn gì nữa không? Diệp Huyên nhặt một quyển kinh văn lên, trong này có rất nhiều điển cố, nhưng nếu hiểu rõ nó sẽ nhận ra, tư tưởng cốt lõi mà nó đang trình bày chính là số mệnh. Số và mệnh là hai loại khác niệm khác nhau, trong đó mệnh là cố định, chỉ một đối tượng riêng biệt, còn số là biến hóa, chỉ sự thay đổi của thời không. Khi số và mệnh hợp lại, tức là quá trình biến hóa của một vật riêng biệt giữa không gian và thời gian. Khi số đến một điểm nào đó thì mệnh cũng sẽ thay đổi theo, có đúng thế không? Sau một hồi lâu im lặng, Diệp Chi Mệnh khẽ nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên, cô nương có phát hiện gì sao? Diệp Chi Mệnh hạ giọng, ta có thể tổng kết lại với ngươi như sau. Cái gọi là số mệnh, một trong đó là mệnh, tức chỉ bản tính trời sinh vốn có, một là số, tức chỉ biến hóa thông qua các giai đoạn của đời người. Mệnh là cả đời, số chỉ là nhất thời, nhưng hai thứ này không thể tách rời nhau. Không thể có mệnh mà không có số, lại càng không thể có số mà không có mệnh. Quyển đạo kinh thứ tư trình bày nó vô cùng rõ ràng, tiếc rằng trong những kinh văn này chỉ mang theo một ít từ đạo kinh mệnh vận, không có phần làm thế nào để sử dụng và hiểu biết nó.
hay đúng hơn là kinh văn nơi này không được hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là vị cao tăng kia chưa từng dung nhập toàn bộ đạo kinh vào đây. Diệp Huyên, Diệp cô nương lợi hại như vậy, có thể suy diễn đạo kinh mệnh vận ấy đang ở đâu không? Diệp Chi Mệnh bỗng nói, cảm ơn. Diệp Huyên tròn mắt khó hiểu, là sao? Diệp Chi Mệnh, cảm ơn ngươi đánh giá ta cao như vậy. Hắn lắc đầu cười, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Chi Mệnh, tìm Di Tôn, bảo ông ta đưa chúng ta thêm nhiều kinh văn nữa. Diệp Huyên cau mày, ông ta sẽ cho sao? Diệp Chi Mệnh, không cho thì đánh. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, nếu ta đoán không sai thì Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc chắc chắn đang tìm cách liên hệ với âm phủ. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên đặt quyển kinh Phật xuống, đứng dậy rời khỏi đại điện, vừa khéo thấy Di Tôn ở ngoài. Hắn đi đến, nói, đại sư, ta đã đọc hết kinh Phật rồi, có nơi nào còn nữa không? Di Tôn nhìn hắn, có, nhưng đó là điển tàng của Phật gia ta, không thể cho người ngoài. Diệp Huyên bỗng tung quyền. Duyên. Một tòa bảo tháp ở xa bỗng nát phụt. Cả vùng cực lạc kinh hãi. Diệp Huyên, ta muốn tu Phật, cho ta kinh Phật ngay. Di Tôn trầm giọng hỏi, Diệp công tử, ngươi có bệnh đúng không? Tu giết đến nghiền luôn sao? Thật ra Di Tôn không ngờ rằng Diệp Huyên sẽ yên lặng ở lại đây xem kinh Phật nhiều ngày như thế. Khoảng thời gian này, mỗi ngày ông ta đều sẽ đến đây, mà Diệp Huyên cũng thật sự đang đọc kinh Phật, ngoài ra thì không làm gì khác cả. Ông ta không khỏi thấy nghi ngờ, chẳng lẽ tên này thật sự chỉ đến để học Phật Pháp ư? Không hợp lý lắm. Lúc này, Diệp Huyên cười hì hì, đại sư, ông cho hay là không? Di Tôn thôi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt nặng nề, Diệp công tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Huyên ngưng cười, chắp hai tay, đại sư, ta chỉ muốn học Phật Pháp thôi, thật đấy. Di Tôn nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nghiêm túc nói tiếp, nếu đại sư không tin, ta có thể thề với Phật tổ các triều đại, nếu những gì ta nói là giả, Phật tổ các triều đại. Di Tôn đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên, Diệp công tử, lão nạp thấy không hiểu, cậu dựa vào cái gì mà thề với Phật tổ các triều đại, sao cậu không thề với bản thân mình đi? Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, đại sư, ông xem, ta đã đạt tới linh minh kiến tính, cũng xem như đệ tử của Phật gia rồi. Khóe miệng Di Tôn giật giật, Diệp công tử, cậu không phải đệ tử Phật gia. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, đại sư Phật tổ từng nói một câu, trong lòng có Phật, người người đều là Phật, Diệp Huyên ta có duyên tu luyện Phật Pháp, hơn nữa còn đạt tới linh minh kiến tính, đại sư, sao ông có thể nói ta không phải đệ tử của Phật gia được? Đương nhiên ta là đệ tử của Phật tổ, không phải đệ tử của vùng cực lạc. Nhưng nói một cách nghiêm chỉnh, tín ngưỡng của chúng ta, đều là Phật tử, ông có tín ngưỡng của ông, ta có tín ngưỡng của ta, chúng ta có thể không can thiệp vào chuyện của nhau. Di Tôn nhìn Diệp Huyên, ông ta chắp hai tay, Diệp công tử, sự vô liêm sỉ của cậu đã đổi mới nhận thức của ta rồi. Diệp Huyên. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, để cậu ở lại đây học Phật Pháp. Đã là. Diệp Huyên đột nhiên đánh một quyền xuống trước mặt. Ầm. Mặt đất trước mặt hắn lập tức sụp đổ. Di Tôn im lặng, lúc này, vô số cao thủ của Phật gia chạy về phía này. Diệp Huyên chợt lấy kiếm thiên đạo ra, nhìn thấy kiếm thiên đạo, Di Tôn nheo mắt, ông ta vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Di Tôn, ta cho ông biết, đợi niệm tỷ của ta đến. Có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là muốn lấy kinh Phật nữa đâu. Di Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Huyên cất kiếm thiên đạo, chắp hai tay, tại hạ muốn tu luyện Phật Pháp, mong đại sư tác thành. Di Tôn hơi nổi giận, Diệp công tử, cậu cảm thấy chúng ta bị ngốc sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn lại lấy kiếm thiên đạo ra, thanh kiếm kia nhanh chóng rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt Di Tôn lập tức thay đổi, ông ta vội nói, Diệp công tử, từ từ thương lượng. Từ từ thương lượng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, đại sư, ta muốn tất cả kinh Phật của Phật gia. Di Tôn im lặng. Diệp Huyên nổi giận, mai mang đến đây cho ông.
nếu không ông gọi người đến đấy. Các hòa thượng. Di Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mẹ kiếp, người này đang giở trò đúng không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đầu Di Tôn, cho hắn đi. Di Tôn hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi. Cho Diệp Huyên. Trước khi Nam Vô Phật Tổ chưa trở về, bọn họ không thể để Mộ Niệm Niệm kia đến đây được. Những tăng nhân xung quanh đều đang nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt không thân thiện, còn có chút tò mò. Diệp Huyên nhìn tăng nhân xung quanh, hắn chắp hai tay, chào các đại sư, mọi người ai có vạn Phật bất diệt thể không? Tại hạ muốn mượn xem thử. Các tăng nhân. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, các tăng nhân kia đột nhiên xoay người biến mất. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, mình đáng sợ vậy sao? Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, bọn họ nhẫn nhịn ngươi như vậy chỉ vì một lý do, ngươi biết là gì không? Diệp Huyên gật đầu, nụ cười trên mặt dần biến mất, có lẽ bọn họ bắt đầu liên lạc với âm phủ rồi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu cao thủ của âm phủ đến thì người muốn làm gì? Diệp Huyên cười, phải xem thái độ của bọn họ thế nào. Nếu bọn họ muốn giết ta thì ta nhất định sẽ đánh trả. Đúng rồi, chắc âm phủ không có hứng thú gì với đạo kinh đâu nhỉ. Diệp Chi Mệnh đáp, ngươi sai rồi. Ta có thể cho ngươi biết, trong 9 quyển đạo kinh có 2 quyển ở âm phủ, địa vị của đạo kinh ở âm phủ không thua kém gì đạo thạch cả. Mà bây giờ ngươi chẳng những có đạo thạch mà còn có cả đạo kinh. Trừ khi ngươi chịu tự giao nó ra thôi. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh nói tiếp, dù là đạo thạch hay đạo kinh cũng đều là thần vật tối cao của thế giới này, mà bây giờ, hai thứ đó đều đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp cô nương, với thực lực của ta bây giờ thì sẽ có cấp bậc gì ở âm phủ? Diệp Chi Mệnh đáp, hàng đầu. Diệp Huyên hỏi, trên hàng đầu thì sao? Diệp Chi Mệnh giải thích, chỉ có cao thủ chứng đạo cảnh chân chính mới có thể uy hiếp đến ngươi, mà âm phủ có cao thủ như thế, hơn nữa còn không ít. Diệp Huyên chợt bật cười. Diệp Chi Mệnh thắc mắc, ngươi cười cái gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Diệp cô nương, thật ra âm phủ cũng không phải thế lực mạnh nhất của vũ trụ này, đúng không? Diệp Chi Mệnh nói, đúng là như thế. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thế giới bà xa, ngân hà giới. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, còn một nơi khác nữa, nơi đó là nguy hiểm nhất, nhưng ta không thể nói với ngươi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh đáp, nơi đó rất đặc biệt, không thể nói, không thể đọc, nếu ta mà nói ra thì ta sẽ bị phản phệ. Diệp Huyên nhíu mày, đáng sợ thế sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngoài nơi đặc biệt đó, ngươi cũng phải cẩn thận với thế giới bà xa nữa, vì có thể đạo kinh được lưu truyền ra từ nơi đó. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có thể, rốt cuộc là có phải hay không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Diệp Chi Mệnh, cô chắc chắn à? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp cô nương, mục đích của cô là gì? Diệp Chi Mệnh im lặng một lát mới nói, tìm đủ tất cả tàn quyển của đạo kinh, hoàn chỉnh đạo kinh. Diệp Huyên hỏi, sau đó thì sao? Diệp Chi Mệnh đang định đáp thì lúc này, Di Tôn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Di Tôn nhìn Diệp Chi Mệnh, cô nương là. Diệp Huyên đáp, đây là muội muội của ta. Muội muội. Di Tôn khẽ nhíu mày, không phải muội muội của cậu là Diệp Liên sao? Lúc này, một luồng kiếm ý đột nhiên bao phủ lấy Di Tôn. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông ta, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến muội muội của ta, các ông không được đi tìm muội ấy, nếu không ta sẽ liều mạng với các ông. Di Tôn nhìn Diệp Huyên, ông ta vung tay phải lên, một đống kinh Phật xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lặp lại một lần nữa, không được đi tìm muội muội của ta, nếu không, ta liều mạng với các ông. Di Tôn không đáp lời, ông ta nhanh chóng biến mất ở phía xa. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người rất muốn ông ta đi tìm muội muội mình à? Diệp Huyên lắc đầu, không có, ta không muốn thế, thật đấy. Nói xong, hắn cất những kinh Phật kia đi, sau đó đi về phía Phật Điện.
Diệp Chi Mệnh vội vàng đuổi theo, muội muội của ngươi đặc biệt lắm à? Diệp Huyên lắc đầu, không đặc biệt gì cả, chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không thể nào. Diệp Huyên cười khổ, Diệp cô nương, ta nói thật cho cô biết vậy. Niệm tỷ cũng chưa chắc có thể đánh thắng, muội muội, đó của ta. Linh hồn trong cơ thể Diệp Liên mạnh đến mức nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết cô gái cầm thương rất kính trọng cô gái thần bí đó, hơn nữa dù là bây giờ, hắn cũng không tự tin rằng mình có thể đánh thắng được cô gái thần bí. Nói một cách đơn giản là thực lực của người phụ nữ thần bí đó chắc chắn không thua kém Mộ Niệm Niệm. Diệp Chi Mệnh chợt nói, có thể nói về những người phía sau ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không nói được, vì có rất nhiều người cả ta cũng không biết. Diệp Chi Mệnh hỏi, quan hệ của ngươi và người đàn ông áo xanh thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ta là người của Kiếm Tông, y là sư tổ của Kiếm Tông. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, cô có ý gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm thấy hai người các ngươi hơi giống nhau. Diệp Huyên chớp mắt, cô đừng nói với ta hắn là phụ thân của ta đấy nhé. Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không có khả năng đó à? Diệp Huyên cười to, đại tỷ, cô tưởng ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này ư? Nhưng người biết không, y là người của rất nhiều năm về trước rồi. Hơn nữa cũng đã không còn ở vũ trụ này từ rất lâu. Cô nghĩ xem, sao ta có thể là nhi tử của y được? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta từng gặp y hai lần, cô biết ấn tượng của ta với y là gì không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên nói tiếp, là một kiểu người không màng thế sự, có thể nói là một người rất dễ tính, bình dị gần gũi, vừa nhìn đã thấy là một người đàng hoàng. Kiểu người thế này không thể nào có huyết mạch phong ma giống ta được. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, trên người y không có huyết mạch giống ngươi à? Diệp Huyên nhún vai, ta không cảm nhận được. Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên lại nói, cô xem huyết mạch của ta đi, chắc chắn tổ tiên hoặc phụ thân gì kia của ta không phải một người hiền lành gì, còn người đàn ông áo xanh kia, ta cảm thấy con người y rất dễ chịu. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, trên đỉnh tháp có hai thanh kiếm, một thanh là của người đàn ông áo xanh. Thanh còn lại thì sao? Diệp Huyên nói, của sư tổ Đảo Trích Tiên, ta cũng từng gặp kiếm tu đó một lần, ông ấy còn giúp đỡ ta nữa. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói cách khác, người đàn ông áo xanh, cô gái váy trắng, và sư tổ Đảo Trích Tiên kia đều có liên quan đến ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, có thể xem là thế. Diệp Chi Mệnh nói tiếp. Còn có Mộ Niệm Niệm kia nữa, ta đột nhiên phát hiện người có rất nhiều người chống lưng. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi cảm thấy người đàn ông áo xanh không phải phụ thân của mình, vậy ngươi cảm thấy ai là phụ thân của mình? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta không biết, nhưng ta biết phụ thân kia của ta có huyết mạch phong ma thế này, chắc chắn không phải người tốt lành gì, vừa nhìn đã biết người bình thường không thể nào có huyết mạch này được. Rất có thể đối phương là một đại ma đầu vô cùng hung ác, dù không phải thì chắc chắn cũng là một tên điên. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, cho nên ta cảm thấy nếu phụ thân kia của ta vẫn còn sống, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể đấu tay đôi một trận. Vì tính tình của ta cũng không được dễ chịu lắm, không biết ta có thể đánh lại không, nhưng không sao, nếu đánh không lại, ta có thể gọi người đến. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, gọi ai? Người đàn ông áo xanh kia sao? Diệp Huyên cười hì hì, cũng được mà, Diệp cô nương, ta nói cô nghe, ta với y rất thân thiết đấy, bảo y giúp ta đánh một người cũng là chuyện nhỏ thôi, thật. Diệp Chi Mệnh hơi nhíu mày, huyết mạch của ngươi rất không đơn giản, chắc chắn phụ thân của ngươi cũng không phải một người đơn giản, người đàn ông áo xanh kia đánh thắng được sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ sẽ đánh thắng thôi. Thật ra với người phụ thân không biết là ai kia, Diệp Huyên không có yêu cũng chẳng có hận, nói một cách đơn giản là không có cảm giác. Hai người không dây dưa về vấn đề này nữa, sau khi quay lại Phật Điện, Diệp Huyên tiếp tục nghiên cứu kinh văn. Không thể không nói, những kinh văn bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, trong đó thậm chí còn có một vài biện pháp tu luyện tâm đắc,
tuy không nhiều nhưng đều rất thực dụng. Bên ngoài Phật điện, sắc mặt Di Tôn rất nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Đương nhiên ông ta không cho rằng Diệp Huyên đang học Phật, chắc chắn người này có bí mật gì đó. Nhưng ông ta cũng hết cách. Vùng cực lạc bây giờ chỉ có thể đợi, đợi Nam Vô trở về. Cũng may Diệp Huyên chỉ xem kinh Phật, ngoài ra thì không làm chuyện gì khác thường cả, nếu không chắc chắn vùng cực lạc sẽ không đồng ý. Dù bọn họ kiêng dè Mộ Niệm Niệm, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có thủ đoạn. Diệp Huyên cũng hiểu đạo lý này, cho nên hắn không yêu cầu Phật gia cho mình vạn Phật bất diệt thể. Vì hắn biết nếu mình yêu cầu như thế, chắc chắn đối phương sẽ không đồng ý. Khi đó đừng nói là vạn Phật bất diệt thể, dù là những kinh Phật này cũng không có mà xem. Tuy những kinh Phật này rất quý giá, nhưng ở vùng cực lạc, nó cũng chỉ là kinh Phật mà thôi. Trong điện, Diệp Huyên đang tập trung nghiên cứu những kinh Phật này. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cứ như thế đến khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyên đã đọc hết tất cả kinh Phật, hắn và Diệp Chi Mệnh lại tìm một vài đoạn của đạo kinh từ trong những kinh Phật này, nhưng vẫn không đầy đủ. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong Phật điện, im lặng không nói một lời. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh hắn cũng thế. Quyển đạo kinh thứ tư không hoàn chỉnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, là vì cao tăng kia còn giữ lại, hay vì kinh Phật không đầy đủ? Diệp Chi Mệnh trầm giọng đáp, có cả hai khả năng này. Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh cũng không nói gì. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên cất lời, Diệp cô nương, ta cảm thấy có lẽ chúng ta sai rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên cười nói, cô nghĩ đi. Vị cao tăng kia dung nhập quyển thứ tư vào trong những kinh Phật này vì mục đích gì? Diệp Chi Mệnh híp mắt, để đệ tử Phật gia của vùng cực lạc học tập kinh Phật. Diệp Huyên hưng phấn nói tiếp, đúng thế, mục đích của vị cao tăng kia là để đệ tử Phật gia học tập những Phật pháp này, nói cách khác. Diệp Chi Mệnh chen vào lời hắn, kinh Phật là đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, nếu ta đoán không sai thì có lẽ vị cao tăng kia vì sợ quyển đạo kinh thứ tư rơi vào tay người xấu. Vì thế ông ta mới có thủ đoạn này, chỉ có người thật sự tu Phật mới có thể có được quyển đạo kinh thứ tư. Diệp Chi Mệnh nói, người tu Phật thật sự, nói cách khác là người ông ta công nhận. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, làm sao mới có thể được ông ta công nhận. Diệp Huyên cười nói, rất đơn giản. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, là sao? Diệp Huyên hơi nhếch môi, nhìn ta đây. Nói xong, hắn tiến lên một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ kinh văn xung quanh. Trong kiếm vực, Diệp Huyên nhìn thấu được mọi thứ. Chẳng mấy chốc, những kinh thư trong kiếm vực chợt rung lên, sau đó, một vài chữ cổ rất nhỏ màu vàng bay ra từ trong kinh văn, cuối cùng, những chữ cổ màu vàng này hội tụ thành một lão tăng. Nhìn thấy lão tăng, Diệp Chi Mệnh sa sầm mặt. Người trước mắt chính là cao tăng Phật gia đã lấy được quyển đạo kinh thứ tư kia. Sau khi cao tăng xuất hiện, ông ta nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, khi thấy Diệp Chi Mệnh, ông ta hơi sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói, người đến từ nơi đó. Diệp Chi Mệnh không nói gì, nhưng nàng ta lại vô thức nắm chặt hai tay. Cao tăng nhìn Diệp Chi Mệnh, cười khẽ cô nương trời sinh ánh mắt sắc bén, còn có tuệ tâm, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Chi Mệnh không đáp lại. Cao Tăng lại nhìn sang Diệp Huyên, ông ta cười nói, nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cao Tăng nói tiếp, linh minh kiến tính. Diệp Huyên chắp hai tay, đại sư, dùng cách này mời ngài ra đây, xin ngài thứ lỗi. Hắn không làm ra vẻ trước mặt người như thế chính là tự rước lấy nhục. Cao Tăng cười khẽ ta chỉ không ngờ người phát hiện ra bí mật của những kinh văn này không phải người của vùng cực lạc mà lại là người ngoài. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát, sau đó nói tiếp, đương nhiên tuy hai vị là người ngoài, nhưng cũng là người có duyên. Đặc biệt là tiểu huynh đệ cậu, cậu có duyên với Phật gia ta. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, thật không dám giấu giếm, bây giờ ta và vùng cực lạc là kẻ thù. Cao Tăng chắp hai tay, tiểu huynh đệ, lão Tăng nhìn ra cậu không phải người xấu. Diệp Huyên cười nói, trên người ta có một quyển đạo kinh,
vùng cực lạc muốn cướp nó đi. Trong mắt Cao Tăng lộ vẻ ngạc nhiên, là độn nhất quyển kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Cao Tăng nhẹ giọng nói, khó trách ta lại cảm nhận được hơi thở của tiên tri trên người ngươi, nhưng có lẽ tiên tri đã hoàn toàn biến mất rồi. Đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cao Tăng khẽ thở dài, lòng người tham lam, thứ này hại chết không ít người rồi. Diệp Huyên nói, đại sư dụng nhập đạo kinh vào trong kinh Phật là muốn tránh những tăng nhân của vùng cực lạc nổi lòng tham, đúng không? Cao Tăng gật đầu, tăng nhân tu Phật, nhưng cũng tu đạo, phải nói rằng mục đích cuối cùng khi tu Phật của rất nhiều tăng nhân chính là tu đạo, mà tu đạo thì phải tranh giành. Bây giờ vùng cực lạc đang muốn giành lấy quyển đạo kinh trong tay tiểu huynh đệ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đại sư nghĩ sao về chuyện này? Cao Tăng cười nói, cậu muốn ta phải bình vùng cực lạc đúng không? Diệp Huyên cười nói, đại sư sẽ làm thế chứ? Cao Tăng lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyên nhìn Cao Tăng, không nói gì. Cao Tăng nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta sống trên đời này là sống vì mình nhiều hơn. Điều tối kỵ nhất trên đời là thay đổi người khác, vì điều này thật sự quá khó khăn. Tốt nhất là không nên phê bình người khác, vì chúng ta không phải họ, chúng ta không có tư cách dùng tiêu chuẩn và thế giới quan của mình đi suy xét người khác. Cũng giống như vùng cực lạc bây giờ, bọn họ muốn giành giật, ta không có tư cách phê bình bọn họ. Ta không tranh giành, cũng đâu thể không cho bọn họ tranh giành được. Diệp Huyên im lặng. Cao Tăng lại nói, đương nhiên ở trong mắt ta, bọn họ cướp đi thư phòng của tiểu huynh đệ là không đúng. Nhưng tiểu huynh đệ, hành động của cậu lúc này không phải là cũng muốn lấy đi đạo kinh của vùng cực lạc sao? Diệp Huyên nhìn Cao Tăng, cười nói, không, nếu đại sư không cho, ta sẽ không cướp. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, cau mày. Cao Tăng cũng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, đại sư, ta và vùng cực lạc là kẻ thù, nếu đạo kinh này ở trong tay vùng cực lạc thì ta sẽ bất chấp tất cả cướp nó đi, vì ta sẽ không nhân nhượng với kẻ thù. Nhưng đại sư thì khác, đại sư có lòng nhân từ, cũng phân rõ phải trái, quan trọng nhất là đại sư không nhằm vào Diệp Huyên ta, cho nên ở trong lòng ta, đại sư không phải kẻ thù. Cao Tăng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhưng ta là người của vùng cực lạc. Diệp Huyên cười, dù vùng cực lạc là kẻ thù của ta, nhưng tất cả tăng nhân trong vùng cực lạc đều là người xấu sao. Cũng có thể nói, tất cả người của vũ trụ ngũ duy ta đều là người tốt ư. Trong mắt Cao Tăng lộ vẻ phức tạp, đại thiện. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta biết tên này bắt đầu diễn rồi. Diệp Huyên chắp tay, đại sư, thật không giấu gì ông, sau khi tiếp xúc Phật Pháp, ta cảm thấy vô cùng hứng thú với Phật Pháp này, nhưng rất nghi ngờ, cũng rất khó hiểu về một vài lý luận và tư tưởng của Phật gia. Xin đại sư giải thích nghi hoặc giúp ta. Cao Tăng cười khẽ cậu nói ta nghe thử. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại sư, Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng chúng sinh cũng bất bình đẳng, Phật là đang lừa người khác sao? Cao Tăng cười nói, ở cả vũ trụ này, lý luận chúng sinh bình đẳng rất hoang đường, nhưng trong lòng một số người, chúng sinh luôn là bình đẳng. Ta tin ở trong lòng Diệp công tử, cậu cũng sẽ không cảm thấy mình đã đạt tới độn nhất chân chính là sẽ xem thường người khác, đúng không? Diệp Huyên nhìn Cao Tăng. Vậy ở trong lòng đại sư thì sao? Cao Tăng cười nói, ở trong lòng ta, chúng sinh luôn bình đẳng. Đương nhiên Phật và đông đảo chúng sinh vẫn có sự khác biệt, khác ở chỗ giác ngộ và không giác ngộ. Phật là người đã giác ngộ, người là Phật chưa giác ngộ. Diệp Huyên chắp hai tay, ta hiểu rồi. Một vấn đề cuối cùng, đại sư, nếu tu Phật và tu đạo có mâu thuẫn thì phải làm sao? Cao Tăng cười khẽ, đây là phải xem người đó thế nào, vì sự lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, có người sở dĩ tu Phật là vì muốn mượn Phật Pháp tu đạo, đạt được trường sinh bất tử trong truyền thuyết, còn có người tu Phật cũng chỉ là tu Phật, chứ không phải vì tu đạo. Giống như tiểu huynh đệ cậu, thật ra mục đích cuối cùng khi tu Phật của cậu chính là tu đạo, vì vậy cậu không thể trở thành người xuất gia, vì trong lòng cậu, tu Phật chỉ để tăng cường thực lực của cậu thôi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cao Tăng chắp hai tay, ở vùng cực lạc này cũng có rất nhiều người giống Diệp công tử. Lúc này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh chợt cất lời,
lúc trước Phùng Cực Lạc cũng vì khái niệm này cho nên mới có chia rẽ nội bộ đúng không? Cao Tăng nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, đúng thế, có vài người chủ trương tu Phật, còn vài người chủ trương tu Phật vừa tu đạo, nhưng nếu muốn tu đạo thì phải tranh giành, cái này có mâu thuẫn với Phật Pháp. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm thấy các người bị nhầm lẫn rồi. Thật ra dù là tu đạo hay tu Phật cũng đều phải tranh giành. Đại sư, ông tu Phật chẳng lẽ không cần hấp thu linh khí trong thiên địa sao? Mà hành động này chẳng phải là đang tranh giành với thiên địa ư? Cao Tăng cười khẽ, cô nương nói chuyện thật sắc bén. Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt hỏi, chẳng lẽ không đúng à? Cao Tăng chắp hai tay, năm đó ta đã phân tán tu vi của mình, trả tu vi cả đời lại cho vùng đất này. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Sắc mặt của Diệp Chi Mệnh cũng thế. Phân tán tu vi của mình trả lại cho vùng đất này. Đại Hòa Thượng này thật sự làm thế ư? Cao Tăng lại nói, cô nương nói cũng đúng, tu Phật và tu đạo vốn trăm sông đổ về một biển, là chúng ta năm đó không hiểu rõ điều này. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, chúng ta đi thôi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nhắc nhở, quyển đạo kinh kia. Diệp Huyên cười nói, là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình thì không phải là của mình, ta không muốn giành giật. Nói xong, hắn kéo Diệp Chi Mệnh xoay người muốn đi. Lúc này, Cao Tăng đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, nếu ta cho cậu đạo kinh, cậu sẽ vẫn đối đầu với vùng cực lạc của ta chứ? Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn về phía Cao Tăng, sẽ. Cao Tăng chắp hai tay, nếu có ngày tiểu huynh đệ trở nên vô địch thì cậu sẽ làm gì vùng cực lạc? Diệp Huyên nhìn thẳng vào Cao Tăng, ta sẽ giết hết những người đối đầu với mình, cho dù người đó là người tốt hay người xấu, chỉ cần người đó đối đầu với ta, ta đều sẽ giết chết. Cao Tăng nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó ông ta mở lòng bàn tay ra, một quyển cổ tịch xuất hiện trong tay ông ta, tiểu huynh đệ, đây là quyển đạo kinh thứ tư, bây giờ nó chính là của cậu. Nói xong, quyển đạo kinh kia chậm rãi bay về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên tỏ vẻ nghi ngờ, đại sư, niềm vui này đến quá bất ngờ. Ông thành thật cho ta biết đi, có phải ông cũng có thù với vùng cực lạc không? Cao Tăng. Đừng nói Diệp Huyên, dù là Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh cũng hơi khó hiểu. Diệp Huyên muốn giết chết tất cả mọi người của vùng cực lạc, mà Cao Tăng này vẫn muốn đưa đạo kinh cho hắn. Ông ta có thù oán với vùng cực lạc sao? Cao Tăng cười khẽ, ta không có thù với vùng cực lạc, cho dù tiểu huynh đệ trả lời thế nào, ta cũng sẽ đưa thứ này cho tiểu huynh đệ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Cao Tăng cười không nói gì. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm thì Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh lại nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh nhẹ giọng lặp lại, đi thôi. Diệp Huyên cất đạo kinh, gật đầu, sau đó rời đi cùng Diệp Chi Mệnh. Nhưng hắn nhanh chóng dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Cao Tăng, đại sư, ông có biết vạn Phật bất diệt thể không? Cao Tăng gật đầu, biết. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ông có thể đưa cả vạn Phật bất diệt thể cho ta không? Diệp Chi Mệnh. Cao Tăng im lặng nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó chắp ngón tay, một tia Phật quang bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên thi lễ với Cao Tăng, đa tạ. Nói xong, hắn dẫn Diệp Chi Mệnh xoay người rời đi. Trong điện, Cao Tăng chắp hai tay, nhẹ giọng nói, thiện nhân đã trồng, hy vọng sau này có thể hái được thiện quả. Sau đó, thân thể ông ta dần mờ đi. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh vừa rời khỏi Phật điện, Di Tôn lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Di Tôn không biết chuyện bên trong Phật điện, vì Diệp Huyên đã sử dụng kiếm vực ngăn cách hoàn toàn thế giới trong điện với bên ngoài. Di Tôn nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử muốn đi sao? Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng thế, Di Tôn đại sư không nỡ để ta đi à? Di Tôn chắp hai tay, Diệp công tử suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu cười khẽ. Diệp Huyên cười to, đại sư, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Chi Mệnh biến mất ở cuối chân trời. Di Tôn bước nhanh vào trong Phật điện, kinh thư vẫn còn ở bên trong, không thiếu đi một quyển.
Di Tôn cau mày, chẳng lẽ tên kia thật sự đến đọc kinh Phật à? Diệp Huyên đi vào trong tinh không, mấy người Khương Vũ vẫn còn ở đây. Thấy Diệp Huyên, Khương Vũ vội vàng tiến lên, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn sang bên cạnh Khương Vũ, Lý cô nương đâu? Khương Vũ trầm giọng đáp, nàng đi rồi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Khương Vũ cười nói, ta nói với nàng chúng ta cần chọn phe, một là đứng về phía Diệp công tử, hai là đứng về phía vùng cực lạc, có lẽ nàng có ý khác. Diệp Huyên nhìn Khương Vũ, ông chọn ta à? Khương Vũ gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Khương các chủ, đổi sang một nơi khác nói chuyện đi. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía cách đó không xa. Khương Vũ vội vàng đi theo. Trong tinh không, Diệp Huyên và Khương Vũ chậm rãi bước đi. Diệp Huyên chợt cất lời, Khương các chủ, không giấu giếm gì ông, ta đã lấy được đạo kinh rồi. Khương Vũ sửng sốt, sau đó ông ta cười khổ, ta đã đoán được rồi. Nhưng không dám chắc chắn. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử cho ta một cảm giác rất nguy hiểm, cảm giác này khác với trước đây. Hơn nữa mộ cô nương kia đã đạt tới chứng đạo cảnh, theo lý thuyết, dù không đạo kinh Diệp công tử vẫn có thể đạt đến độn nhất, còn là độn nhất chân chính. Thật ra rất nhiều người đều quên mất điều này. Mộ Niệm Niệm là chứng đạo cảnh. Nàng ta có dựa vào đạo kinh mới có thể chứng đạo sao? Dù là thế, vậy Diệp Huyên thân thiết với nàng ta như vậy, sao có thể không được nàng ta chỉ điểm chứ? Tất cả mọi người đều chú ý vào đạo kinh, nhưng lại quên mất Mộ Niệm Niệm đã đạt tới chứng đạo từ trước kia. Cho nên Khương Cửu cảm thấy thật ra Diệp Huyên đã đạt tới độn nhất chân chính từ lâu rồi. Mà sự thật chứng minh ông ta đoán không sai. Diệp Huyên cất lời, Khương các chủ sẵn lòng đến ngũ duy chứ? Khương Vũ sửng sốt nhìn Diệp Huyên, sau đó vội nói, sẵn lòng. Diệp Huyên cười, Khương các chủ, ông biết đấy, bây giờ ta có rất nhiều kẻ thù. Khương Vũ cười to, thế thì sao? Vì độn nhất chân chính, ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Ông ta rất thẳng thắn, ông ta đi theo Diệp Huyên chính là vì đạt đến độn nhất chân chính. Diệp Huyên nhìn Khương Vũ, cười nói, độn nhất chân chính. Khương các chủ, yêu cầu của ông thấp quá. Khương Vũ ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu. Diệp Huyên nói tiếp, dẫn tất cả cao thủ độn nhất cảnh của đạo giới đến vũ trụ ngũ duy, ông có thể nói với bọn họ, chỉ cần là người đi theo Diệp Huyên ta là độn nhất chân chính, bọn họ cũng có thể đạt tới độn nhất chân chính, ta là chứng đạo, bọn họ cũng có thể đạt tới chứng đạo. Đương nhiên ông cũng phải cho bọn họ biết hoàn cảnh của ta bây giờ, ai muốn đi thì đi, ai không muốn đi thì không ép buộc. Khương Vũ trầm giọng nói, bọn họ sẽ đi, ta hiểu bọn họ, vì đạt tới độn nhất chân chính, dù ngươi bảo bọn họ liều mạng bọn họ cũng chịu. Diệp Huyên gật đầu, sau khi đến vũ trụ ngũ duy, ta sẽ bảo người chỉ điểm cho ông. Khương Vũ vội cung kính thi lễ, đa tạ, ta sẽ lập tức dẫn mọi người đến vũ trụ ngũ duy. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh bên cạnh Diệp Huyên chợt lên tiếng, ý tưởng không tệ. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, nàng ta nói tiếp, những người này đều là những người đã đi tới điểm cuối, bây người ngươi cho bọn họ một con đường mới cũng giống như cứu sống bọn họ. Có điều ngươi phải hiểu một vấn đề, uy hiếp lớn nhất của ngươi và vũ trụ ngũ duy không phải độn nhất cảnh, mà là chứng đạo cảnh chân chính, chỉ cần hai chứng đạo cảnh đến, một người giữ chân Mộ Niệm Niệm, một người còn lại đã đủ càn quét cả vũ trụ ngũ duy rồi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn đi kêu gọi cao thủ chứng đạo cảnh nhưng không gọi được mà. Hay là Diệp cô nương giới thiệu mấy người đi? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt đáp, không có. Diệp Huyên cười to, nói mới nhớ, vì sao cao tăng kia lại đưa quyển đạo kinh thứ tư cho ta? Diệp Chi Mệnh đáp, có hai nguyên nhân, một là đạo kinh này ở lại vùng cực lạc sẽ mang đến tai họa cho vùng cực lạc. Nếu bây giờ vùng cực lạc có một quyển đạo kinh, bọn họ sẽ nhanh chóng bị diệt vong hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng ở trong tay ta không phải cũng là một tai họa với vùng cực lạc sao? Diệp Chi Mệnh hỏi, là ai cho ngươi đạo kinh? Diệp Huyên đáp, Đại Hòa Thượng. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên,
ông ta cho ngươi đạo kinh, còn cho ngươi vạn Phật bất diệt thể, đây là đang tạo thiện duyên, sau này nếu ngươi thật sự chiến thắng, ngươi sẽ tiêu diệt toàn bộ vùng cực lạc thật sao? Nếu tiêu diệt, ơn nghĩa này phải trả thế nào? Diệp Huyên im lặng. Diệp Chi Mệnh lại nói, ông ta gieo xuống một phần thiện nhân không chỉ là thiện nhân, còn là một ơn tình người khác không thể từ chối. Đương nhiên nếu ngươi thua, tất cả đều vô nghĩa, nhưng nếu ngươi thắng, ơn tình và thiện nhân này đều sẽ có tác dụng. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi cho rằng mình lãi rồi, nhưng thật ra không phải thế, ông ta mãi mãi sẽ không lỗ. Diệp Huyên nói, ông ta không để đạo kinh lại vùng cực lạc thật sự chỉ vì sợ sẽ mang đến tai họa lớn hơn cho vùng cực lạc thôi sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, vùng cực lạc bây giờ không chịu nổi nhân quả của đạo kinh này. Nếu ngươi nghĩ kỹ lại, ngươi sẽ phát hiện chỉ cần là người giữ đạo kinh đều sẽ không có kết quả tốt, kể cả tiên tri trước kia cũng thế. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi tiếp tục, người của vùng cực lạc không nhìn ra điều này, nhưng vị cao tăng kia lại nhìn ra. Còn nữa, nếu không phải sau lưng ngươi có người bảo vệ và Mộ Niệm Niệm, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hai người họ đang kéo dài mạng sống cho ngươi đấy, ngươi có biết không? Diệp Huyên chợt hỏi, Diệp cô nương, cô thì sao? Không phải cô cũng có một quyển đạo kinh à? Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh không chút cảm xúc, ngươi thấy ta giống như sống rất tốt à? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nói, đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.